chương 11. Không một một chuyện tối ngày hôm qua. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Ngươi không quay về. Không biết là vì sao, ta thế nhưng đột nhiên hỏi một câu nói như vậy, ngay cả chính ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta nhìn Trương Đông hút tiện đà mệt mỏi rời đi chỗ khác đầu, vốn là tính toán lập tức rời đi toilet, lại thiếu chút nữa trượt té trên mặt đất, nếu không phải là Trương Đông hút một phen đem ta ôm vào trong lòng, ngã sấp xuống là nhất định ta đột nhiên phát hiện trương đông hút trên mặt có ngày xưa chưa bao giờ có quan tâm lòng đang một khắc kia đột nhiên liền mất đi yên lặng bước đi ở cũng liều lĩnh thiêu thân lao đầu vào lửa nhào tới ta thà rằng sinh mệnh vào thời khắc này chung kết vì chỉ vì trương đông hút một lần lơ đảng quan tâm ta động tác tự hồ là dọa tới trương đông hút một đôi tay dùng sức đem trương đông hút cổ ôm chặt môi cấp bách dán đi lên khí tức ở trong nháy mắt tăng thêm trong miệng không ngừng ưng nhỏ vụn thanh âm, ta như là cái trẻ con ở đòi muốn sữa như nhau leo lên ở trương đông hút trên người, trong lúc nhất thời bị tình dục nhồi cả người chỉnh trái tim. Trương đông hút cánh tay đột nhiên ôm ta thắt lưng, đơn giản đem đôi cánh tay quấn quanh ở tại ta vòng eo thượng, nguyên bản yên tĩnh môi cũng bắt đầu cướp giật quyền chủ đạo, xoay người đem ta đặt tại phòng tắm trên vách tường, hôn càng lúc càng rừng rực triền miên. Trương Đông hút môi bắt đầu chậm rãi đem cúi đầu, dùng môi bức bách ta mở miệng đón ý nói hồ hắn đến, mà ta cũng đang chờ đợi như nhau, đơn giản há miệng ra. Ta cảm giác đến thân thể khác thường, Trương Đông hút tay ở lưng chậm rãi nhu đỡ, chậm rãi, không có mục đích chạy, không có quy tắc nhu động, ta trong miệng thanh âm không ngừng gia tăng, đã ở ẩn nhẫn, nhưng vẫn là phát ra rất nhiều cảm thấy khó xử thanh âm, Trương Đông hút đột nhiên đẩy ra ta, chân mày sâu khóa nhìn dùng sức thở dốc ta. Ta đột nhiên dời đi chỗ khác đầu, đối với mình xấu xa cảm thấy xấu hổ và giận dữ, nâng tay lên muốn đẩy ra Trương Đông Húc, Trương Đông Húc lại cúi đầu đem môi dán đi lên, dán tại trán, rất nhanh xuống phía dưới hôn, như cánh hoa mưa như nhau rất nhanh xuống phía dưới hôn. Mà ta sao động thân thể cũng nhịn không được nữa đáp lại, ta rõ ràng biết ta ôm Trương Đông Húc thân thể, kéo Trương Đông Húc ngang hông khăn tắm. Trương Đông Húc đã đem ta áo khoác cởi ra rất nhiều, không thể chờ đợi được cúi đầu bắt đầu hôn ta ôm chặt trương đông hút càng lúc càng xuống phía dưới đầu trong miệng tinh tế nỉ non trương đông hút tên khiếp không mở ra được con ngươi thân thể xuống phía dưới chậm rãi mềm đột nhiên bị trương đông hút bế lên phân bất khai hai người một đường hôn đi trong phòng ngủ ta không chịu để cho trương đông hút ly khai trong miệng thấp nỉ non trương đông hút tên trương đông hút trương đông hút ân ừ. không chiếm được trương đông hút đáp lại ta mới bằng lòng mở một đôi sương mù không rõ hai mắt vùi đầu vào trương đông hút trong lòng, nhẹ nhàng hôn. Hô! Ông trời của ta! Trương đông hút tự hồ là vô pháp ẩn nhẫn gầm nhẹ, đột nhiên đem thân thể của ta kình cao thấp đầu gắn bó không chút do dự ở trên mặt nhẹ mổ. Ta tìm trương đông hút nhẹ mổ quỷ tích chậm rãi tìm được trương đông hút môi, một ngụm liền cắn đi lên, như là đói quá tiểu thú như nhau cắn trương đông hút môi mỏng không chịu buông ra, dùng sức mút vào đồng phát ra thật nhỏ sao thanh. Trương Đông Hút thấp phát ra một tiếng ưng, cao mày nhìn ta, ta mâu quan chống lại Trương Đông Hút, đơn giản khép lại mi mắt, bắt đầu hôn Trương Đông Hút, cùng Trương Đông Hút truyền miên ở gắn bó giữa. Ta bị Trương Đông Hút đặt ở trên giường, ta không có chút do dự nào, Trương Đông Hút vừa đem ta phóng ở trên giường chỉ là ly khai chỉ chốc lát ta liền thân thủ kéo lại Trương Đông Hút tay, đem Trương Đông Hút kéo đến trên người, ta không muốn làm cho Trương Đông Hút đi nghe điện thoại, ta lo lắng Trương Đông Hút trở về ta liền hối hận ta ngay cả nhìn cũng không chịu đi liếc mắt nhìn trương đông hút một đôi tay leo lên trương đông hút cổ một khắc cũng không chịu tách ra trương đông hút hôn lại một lần nữa xa cách ta trương đông hút khí tức ở trên mặt bắt đầu phun ta đợi không được trương đông hút hôn mới lại mở ra mông lung hai mắt trương đông hút nhìn ta chân mày sâu khóa hô hấp một lần so với một lần nặng thêm nguyên bản tại bên người bất quy tắc chạy tay na đi lên đặt ở ta nghiêng mặt thượng ta nhẹ nhàng đem nghiêng mặt vùi vào trương đông hút lòng bàn tay một đôi mắt ở trương đông hút trên mặt nhìn, nghiêng mặt nhẹ nhàng ở trương đông hút lòng bàn tay ma sát, ma sát càng phát ra nhẹ nhàng, môi cũng càng phát ra tới sát trương đông hút đặt ở nghiêng mặt thượng tay. Ta liễm ngoái đầu nhìn lại tử, tinh tế xem kỹ trương đông hút thon dài trắng nõn ngón tay, ánh mắt rơi vào trương đông hút đầu ngón tay, ta nhẹ nhàng hôn trương đông hút đầu ngón tay, nhẹ nhàng hàm tiếng trong miệng mút vào, tượng cái trẻ con như nhau mút vào. Trương Đông hút tay đột nhiên lấy ra, bởi vì ta hàm răng ở dùng sức cắn trương đông hút, ta quay đầu nhìn về phía trương đông hút, trương đông hút chân mày càng phát ra sâu khóa, hô hấp càng lúc càng trầm trọng. ta nhìn trương đông hút con ngươi lưu chuyển ở trương đông hút trên môi, trương đông hút cúi đầu quan sát ta, đột nhiên liều lĩnh hôn lên đến, đêm có chút oi bức, cho nên ta ra không ít mồ hôi, trương đông hút cũng đồng dạng ra không ít mồ hôi, ôm vào ta ngang hông cánh tay vẫn là ướt sũng, trong phòng có chút oi bức đặc biệt làm ai hậu trong phòng, khác hẳn với thường lúc oi bức khó nhịn. Ta nghĩ muốn xoay người xuống giường đi bên ngoài mát mẻ một chút hít thở không khí, lại phát hiện việc là muốn rời khỏi ngang hông cánh tay lại càng là chặt. Ta tính toán đem Trương Đông hút cánh tay vặn bung ra, Trương Đông hút lại ôm ôm ta thắt lưng ở sau người dùng môi trấn an hôn một chút vai, sau liền tiếp theo ôm ta thắt lưng ngủ. Rất kỳ quái có phải hay không, Ta biết rõ tới gần Trương Đông Húc là cấm kỵ nhưng vẫn là liều lĩnh ôm vào Trương Đông Húc trong lòng. Người luôn luôn ở lỡ sau mới hiểu được hối hận, cũng luôn luôn ở tối thất ý thời gian tìm được mượn cớ an ủi mình. Nhưng nhiều hơn nữa mượn cớ cũng chỉ là mượn cớ, sai rồi cuối cùng là sai rồi. Ta cũng mệt mỏi, một lát sau liền đang ngủ, nhưng sáng sớm vẫn là tỉnh rất sớm, kỳ thực thói quen là rất khó bỏ. Trương Đông Húc bất ở trên giường, cho nên ta cho rằng trương đông hút là ly khai dù sao tối hôm qua là ta chủ động đòi hỏi ta nghĩ mỗi một người nam nhân ở đối mặt câu dẫn thời gian cũng sẽ không cự tuyệt ta xuống giường đi toilet đơn giản đem mình súc sạch sẽ sau mới sửa sang lại chính mình ly khai toilet kết quả vừa đẩy ra cửa phòng rửa tay đã nhìn thấy đề thực phẩm túi vào cửa trương đông hút thấy trương đông hút ta sửng sốt một chút tiện đà không hiểu đưa mắt rơi vào trương đông hút trong tay thực phẩm túi thường bên trong là ăn gì đó, còn đang mạo hiểm màu trắng nhiệt khí. Ta hơi sửng sốt như vậy một chút, dĩ vãng trương đông hút chưa bao giờ mua quá bất luận cái gì gì đó trở lại trong nhà quá, bây giờ là vì tối hôm qua sao? thế nào bất ngủ thêm một lát? trương đông hút ném ra trong tay chìa khóa trực tiếp đi tới hỏi ta. ánh mắt của ta rơi vào trương đông hút ném xuống chìa khóa thượng, những chuyện khác hoàn toàn xem nhẹ thế cho nên Trương Đông Húc đi tới trước mặt cúi đầu hôn ta ta mới lấy lại tinh thần nhìn Trương Đông Húc. Trương Đông Húc đối ta câu môi cười, một đôi con ngươi đen nhánh hơn bình thường khó có được nhìn thấy ôm nhu. Ta có lời nói với ngươi. Ta không muốn như vậy kéo kéo xuống, đã biết làm sai, thì không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, với ta không công bằng, đối với người khác cũng không công bằng. Chuyện gì? Ta mua dinh dưỡng cháo qua đây ăn chút, ta thế nào cảm thấy ngươi không có trước đây đẩy đà. Trương Đông Húc tự hồ ở hoang mang cái gì đôi mắt ở trên người của ta xem kỹ. Ta nhìn Trương Đông Húc thật lâu mới nói. Chuyện tối ngày hôm qua không phải lỗi của ngươi, ta nói xin lỗi với ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 12 hai ta đang đợi ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com xin lỗi. Trương Đông hút sắc mặt trong nháy mắt vẻ lo lắng, nhìn ta đôi mắt theo ôm nhu chuyển thành sắc bén. Ta nghĩ đó là ta xem qua đáng sợ nhất ánh mắt, sắc bén ánh mắt như đau tử như nhau ở trên mặt của ta cắt quá. Ta cũng không có cảm thấy sợ hãi, tương phản ta rất yên lặng. Ta con ngươi ở Trương Đông hút nhụm đầy vẻ giận dữ khuôn mặt tuấn tú thượng xem kỹ một hồi mới nói. Tối hôm qua là lỗi của ta. Lỗi của ngươi. Có ý gì? Trương Đông hút thanh âm lạnh rất nhiều, ta nghĩ là bởi vì như ta vậy không chịu trách nhiệm mới đúng, nhưng ta không thể quá ích kỷ, thứ không thuộc về ta ta không tư cách đi tiêu nghĩ, càng không thể hy vọng xa vời đi có. Ở tình yêu quốc gia lý, ta biết rõ đạo ta tồn tại vị trí, bất là của Trương Đông hút trong lòng. Tháng này qua đi ta sẽ rời đi, sau này sẽ không còn xuất hiện ở trước mặt của ngươi, về phần ly hôn sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm sáng tỏ, ngươi không cần lo lắng ta nói đưa tay đón trương đông hút trong tay thực phẩm túi tính toán ăn bữa sáng đi tâm liên tâm hoạt động địa phương chỉ là trương đông hút lại vung lên tay ném đi trong tay thực phẩm túi âm lãnh lạnh trừng nổi lên cặp kia đen kịt thâm thúy hai mắt mặc dù không nói bất luận cái gì một câu nói nhưng ta biết hắn là ở khí ta về phần là cái gì lòng ta biết rõ ràng ta xem hướng bị văng ra thực phẩm túi bên trong cháo bị rơi chảy đầy đất ta đi qua ngồi xổm xuống chậm rãi thu thập, sau mới đổi lại mua về đồ thể thao và giày thể thao, mang thượng đồng hồ ly khai. Lúc trời đi Trương Đông Húc vẫn đưa lưng về phía ta ở phòng khách nhỏ lý đứng, không có phản ứng chút nào, lại đầy người lạnh lẽo, nhượng ta tại đây cái mùa hè lý cảm thấy bắt cực nhiệt độ. Ta thuê xe đi tâm liên tâm hoạt động trung tâm, tịnh ở nơi đó bắt đầu ta một ngày làm việc. Ta thích đứa nhỏ, đặc biệt những thứ ấy câm điếc các cô nhi, Ta tổng cảm thấy bọn họ đi tới thế giới này, bị thế giới vứt bỏ ở tại mỗi cái góc là tàn nhẫn. Bọn họ mất đi thanh âm, mất đi quang minh, càng mất đi ngôn ngữ, nhưng đây không phải là bọn hắn bị vứt bỏ lý do. Shakespeare từng nói qua, "Chúng ta thế giới này có yêu, lại không có tương lai." Nhưng ta nghĩ, tương lai nắm giữ ở bọn họ trong tay chính mình, đã thế giới này đưa cho bọn họ tương lai quyền lợi bọn họ liền có đầy đủ dũng khí đi nghênh tiếp thuộc về hắn các tương lai, mặc dù tương lai chứa nhiều trở ngại. Bọn họ là thế giới này đóa hoa, là trong thế giới này đẹp nhất mùa xuân, tối yên tĩnh mùa, bọn họ là tối sáng chó sao, bọn họ hội ủng có một thuộc về mình ống ánh nhân sinh. Ta ôm lấy một mất đi thanh âm nữ hài, vô cùng thân thiết dùng ngón tay ở của nàng phát thượng chảy vuốt sợi, ta dùng vừa ngôn ngữ của người tâm biết lão sư giáo cho ta đơn giản ngôn ngữ của người tâm biết và nữ hài câu thông nữ hài nói cho ta biết tên của nàng là mỹ kỳ ta cười dùng tay ngữ nói ngươi là trên thế giới đẹp nhất một khối mỹ ngọc đạo sư của ngươi là trên thế giới thiện lương nhất mẫu thân nàng yêu ngươi dường như yêu chính nàng nữ hài ngây thơ cười cái loại đó như hoa đoá sơ tráng tươi cười có nhàn nhạc ngây ngô cũng có bất thuộc về của nàng thừa nhận Mỹ Kỳ có một sông ta xem đến đẹp nhất mắt, đen kịp giống như hắc bảo thạch như nhau mỹ lệ, lại luôn luôn ở trong lúc lơ đảng thoáng qua đau thương. Ta nhẹ nhàng đem chỉ có 8 tuổi đại Mỹ Kỳ ôm chặt trong ngực trung, ta nói. Ngươi là trên thế giới xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất một viên bảo thạch, ngươi sẽ có mỹ lệ ngày mai, ta chúc phúc ngươi. Mỹ Kỳ ngẩng đầu không hiểu nhìn ta, ta cười đem Mỹ Kỳ ôm ôm, vỗ nhẹ Mỹ Kỳ vai, ta hy vọng bọn họ đều khỏe mạnh lớn lên, khỏe mạnh tìm được chính mình ấm áp. Trong lòng liên tâm hoạt động trung tâm vẫn bận tới tới gần chạng vạn thời gian, chạng vạn thời gian ta mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Nằm ngửa ở một bên trên ghế ngồi nhìn từng người một ly khai đứa nhỏ, nâng tay lên một chút chút huy động, ta chúc phúc hắn, nàng, các ngày mai sẽ tốt hơn, tương lai sẽ ít một ít gập gần nhiều hơn chút bằng phẳng. Ta mệt mỏi, mệt mỏi không chịu nổi nằm ngửa ở trên ghế ngồi hiếp hai mắt, có người tới gần thời gian ta mới mở hai mắt ra nhìn lại, là mổ gia tòa soạn báo nữ ký giả, phía sau còn theo một nam nhân trẻ tuổi, trong tay kình camera và đèn flash, hiện tại phỏng vấn thực sự làm được gia, đã trễ thế này. Không khỏi dời đi chỗ khác đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh tà dương, muốn thời gian đi tới chỗ đó, sau mới quay đầu tinh tế quan sát khởi ngực treo làm việc bài mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân tuổi không lớn lắm, có 25-26 tuổi lớn như vậy, Tướng Mạo được cho xinh xắn, tức khắc tin ngắn giỏi giang sa tuyên, vừa nhìn liền biết tính tình là mạnh mẽ vang dội cái loại đó. Ngài khỏe, thị trưởng phu nhân, ta là thị đài ký giả, đây là của ta ký giả giấy chứng nhận. Nữ ký giả mấy bước tới trước người rất lễ phép cùng ta đưa tay ra, gồm ngực ký giả bài tử đưa cho ta xem. Ta đứng lên lễ phép thân thủ và nữ ký giả nắm tay, tịnh cười nói gọi ta trương thái thái ta không có thói quen thị trưởng phu nhân xưng hô chân ý ngoại nhưng ta rất tôn trọng ngài nữ ký giả cười và ta cầm tay ta cúi đầu mỉm cười mới ngẩng đầu nói ta không có nhận được thông tri nói hôm nay có phỏng vấn không biết các ngươi có hay không phê chỉ thị kỳ thực ta bất thiện giao tế nhưng ba năm ta chính là ở không thích ứng cũng nên học xong huống chi mỗi lần ta ra cửa trương đông hút mẫu thân đô hội hảo hảo giáo dục ta một phen ta sao có thể học sẽ không chúng ta là có chính phủ phê chỉ thị ở trong này nữ ký giả cúi đầu ở trong bao lấy ra một giấy phê văn ta không có đi nhìn chỉ là thân thủ thỉnh nữ ký giả ngồi xuống bình thường ta cũng không như vậy nhưng hôm nay xác thực mệt được không nhẹ toàn thân đều tản như nhau mặc dù không có làm chuyện gì nhưng chỉ là ở trong này đi tới đi lui nói chuyện cũng mệt mỏi được ta không nhẹ. Hẳn là mang thai quan hệ, ta lúc nào cũng tinh thần rất kém cỏi, hơn nữa không muốn ăn chút nào, cộng thêm đêm qua và Trương Đông hút sự tình, thân tâm đều có chút mệt mỏi, đứng ở chỗ này đều cảm thấy rất mệt. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện, ta hơi mệt chút, ngươi chớ để ý. Ta nói ấy nấy cười cười. Nữ ký giả nhìn ta gật đầu cười cười nói: không ngờ của chúng ta thị trưởng phu nhân và đưa tin thượng theo như lời không khác thật là cái bình dị gần gũi nữ nhân nữ ký giả tựa là đang nói đùa ngồi ở bên người đem máy ghi âm đưa đến trước mắt ta mà ta chỉ là cười cười không có bất kỳ trả lời ngài đối tâm liên tâm hoạt động thế nào nhìn nữ ký giả vấn đề thứ nhất có trợ giúp cần giúp đỡ người và hữu tâm nhân sĩ một loại ái tâm hoạt động này trả lời ta tịnh không hài lòng lại là duy nhất trả lời. Vậy ngài cảm thấy tâm liên tâm có thể giúp trợ những hài tử kia sao? Ngài sau này có cơ hội hội thường xuyên tham gia loại này hoạt động sao? Vấn đề sau đó tới. Ta hy vọng bọn họ có chính mình mỹ lệ nhân sinh, nhưng có đôi khi nhiều hơn nữa mỹ lệ cũng đi bất tiến bọn họ thế giới, nhưng chúng ta sẽ cố gắng, để cho bọn họ biết người của bọn họ sinh cũng sẽ có mỹ hảo. Bọn họ sẽ tìm được thuộc về mình mỹ hảo, Ba nói mỗi người cũng có mỗi người lộ, cho nên ta sẽ không vì bọn họ lo lắng bọn họ ngày mai, ta lại ở chỗ này chúc phúc bọn họ ngày mai sẽ tốt hơn. Nếu như có cơ hội, ta sẽ đem thời gian để lại cho cần ta người, chỉ cần bọn họ cần ta, ta sẽ trả giá ta có khả năng trả giá. Ta nhìn nữ ký giả trả lời vấn đề của nàng, nữ ký giả cười, cười tiếp tục hỏi ta. Vậy ngày hội tham gia người tình nguyện sao? Ta nhìn nữ ký giả chân thành con ngươi, nghĩ nghĩ nói, "Nếu có cơ hội ta sẽ thử thử." Ngài hội làm rất tốt. Nữ ký giả rất biết nịnh hót. "Cảm ơn ngươi cổ vũ." Cuối cùng một vấn đề, ngài có thể không trả lời, vấn đề không hề chúng ta hôm nay phỏng vấn trong vòng, là cá nhân ta muốn hỏi một vấn đề. Nữ ký giả nhìn ta, không có nghe được ta cự tuyệt, liền tiếp theo nói, "Mọi người đều biết, ngài và Trương thị trưởng là một đôi mô phạm phu thê." ân ái độ một lần thành vì cái thành phố này đầu đường cuối ngõ giai thoại từng có người nói ngài thành tựu một người nam nhân cũng có người nói là trương thị trưởng bị một nữ nhân cố thủ ở ngài trả lời là cái gì này vấn đề ta liễm hạ mắt nghĩ nghĩ mới ngẩng đầu nhìn nữ ký giả trả lời có lẽ là bởi vì trùng hợp nhượng hai người gặp nhau thành tựu một đoạn hôn nhân bằng mặt không bằng lòng hôn nhân rất có ý tứ trả lời Vậy ngài trong cảm nhận nam nhân tốt định nghĩa là cái gì? Đây là ta cuối cùng một vấn đề. Nữ ký giả tựa là chờ mong nhìn ta. Ta trầm mặt nhìn nữ ký giả, rất lâu mới nói. Hắn không cần rất mạnh tráng, chỉ cần có thể ở ta chống không được thời gian, ở sau lưng chống ta một chút, cho dù là nhịn không được ta. Hắn cũng không cần nhiều ôn nhu, chỉ cần có thể theo ý ta hắn thời gian cấp một mình ta nhạt nhẽo chân thành cười ta muốn kỳ thực vẫn rất ít vẫn luôn không nhiều chỉ là trương đông hút làm mất đi tới cho không được nữ ký giả nhìn ta hơi thiểm thần thật lâu mới vươn tay và ta lại một lần nữa nắm tay tỏ vẻ cảm tạ ta lễ phép nói rất hân hạnh được biết nàng sau nữ ký giả liền rời đi lại còn lại một mình ta một người ngồi ở có chút trống trải hoạt động trong đại sảnh này thời gian là ăn cơm thời gian nên đi người đều đi rồi Ta không thích rất nhiều người ở cùng nhau ăn cơm cho nên cự tuyệt và kỳ công việc của hắn nhân viên cùng nhau bữa tối. Kỳ thực nhiều người thời gian ta sẽ có chút khẩn trương, không có thói quen. Ngồi đang hoạt động trong đại sảnh nghỉ ngơi một hồi tính toán ly khai, lại nhận được Trương Đông hút điện thoại. Quy. Ta một bên sau đó điện thoại vừa chạy ra ngoài, kỳ thực ta cũng có nói muốn nói với Trương Đông hút. Còn không ra sao. Ta đang đợi ngươi. Trương đông hút khẩu khí như nhau mệnh lệnh, nghe đi lên có chút lãnh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 13 013 lần đầu tiên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ta cúp điện thoại đi ra cửa kính, trạm đang hoạt động đại lâu bên ngoài bốn phía bắt đầu tìm kiếm, một cùng người không nhiều, top 5 top 3 cũng là như vậy mấy. Tìm một hồi ta mới ở cách đó không xa hoa hành bên cạnh thấy được Trương Đông Hút thân ảnh. Ánh trăng mới lên, Trương Đông Hút trên người phát vẫy một tầng nhàn nhạt nguyệt mũi nhọn, tự dưng bằng thêm mấy phần sắc màu ấm, đêm hạ sắc màu ấm. Trương Đông Hút hẳn là đã sớm thấy được ta, đứng ở hoa hành bên cạnh một mực nhìn ta, ta nhìn Trương Đông Hút hơi sửng sốt một chút, sau mới đi qua, hỏi. Đẳng đã lâu rồi. Thân thể không thoải mái ngoài ý muốn trương đông hút sẽ hỏi một câu nói như vậy ta lắc lắc đầu nói không có nguyên lai like ngươi nói khởi nói dối mặt cũng sẽ không hồng trương đông hút có ý định chỉ trích ta trừng mắt ta đột nhiên đưa tay ra lôi ta một phen đem ta một chút liền kéo vào trong lòng giơ lên một cái tay khác để lại ở tại trên trán sờ sờ tự hồ vẫn là không yên lòng thả tay liền đem trơn bóng có chút lạnh tráng dáng tại ta trên trán ngươi làm gì đối trương đông hút đột nhiên tới cử động ta sợ đến không nhẹ trương đông hút tại sao có thể trước mặt mọi người và ta như thế thân thiết Mặc dù người khác trong mắt Trương Đông Húc và ta còn là vợ chồng nhưng này dạng có tổn hại thân phận của Trương Đông Húc, chẳng lẽ Trương Đông Húc không biết sao? Làm gì? Mặt của ngươi bạch giấy như nhau, chẳng lẽ ngươi không biết không thoải mái sao? Trương Đông Húc không vui trừng ta liếc mắt một cái, kéo tay ta xoay người liền đi, ta lão đảo bị trương đông hút kéo đến trương đông hút xe bên cạnh, trái tim của ta sợ đến không nhẹ vẫn lại kinh hoàng, ta dù sao bất là một người, phải cẩn thận một chút. Trương đông hút, ngươi nhẹ chút, ta đau. Ta đột nhiên kêu lên. Trương đông hút dừng bước, kéo mở cửa xe đẩy ta một phen, ta ngồi ở trên xe, tay không tự chủ để lại ở tại trên bụng. Trương đông hút không có nhiều liếc mắt nhìn ta, vòng qua xe trực tiếp ngồi lên điều khiển chỗ ngồi, Kéo lên xe môn mới nhìn ta liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi: "Bụng không thoải mái?" Ta lắc lắc đầu, "Không có." Trương Đông hút dời đi chỗ khác đầu trầm mặt một hồi mới rời đi xe hỏi ta: "Cái nào tới?" Ta sửng sốt, mặt một chút liền nóng, cúi đầu rất lâu mới nói: "Không phải." Trương Đông hút nếu không nói nói, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ta, xe khai không vui ta cúi đầu không nói một câu trong đầu lại muốn trương đông hút vì sao trở về tiếp ta, dĩ vãng cũng không có quá. Bỗng nhiên ngẩng đầu thời gian mới phát hiện trương đông hút xe phương hướng căn bản cũng không phải là tống đường ta về nhà, mới quay mặt sang nhìn trương đông hút hỏi. Ngươi dẫn ta đi kia. Tới. Trương đông hút ném một câu nói xe đánh đà liền dừng ở một gia cửa bệnh viện, ta cả kinh bận nói một câu. Ta không sao chính là ăn phá hủy bụng. Ăn phá hủy bụng ngươi hoang mang cái gì? trương đông hút dừng xe nhìn ta con ngươi đen nhánh hiếp lại một đạo tin mang thoáng hiện ta lo lắng liễm hạ mắt trương đông hút xuống xe tịnh tới ta bên này kéo mở cửa xe gọi ta xuống xe ta không chịu ngồi ở trong xe nói cũng không phải cái gì hàng gia bệnh đến loại địa phương này xài tiền bậy bạ vương tiêu nhiên ngươi là thần dữ của sao thật thành đòi tiền không muốn sống được xuống xe trương đông hút đột nhiên rất lớn tiếng gọi ta xuống xe ta nhìn Trương Đông Húc bất động một chút. Muốn ta ôm ngươi sao? Trương Đông Húc trừng mắt ta đột nhiên hỏi, ta sững số trầm ngâm, Trương Đông Húc ở không đợi ta mở miệng không lưng liền ôm lấy ta, lòng ta cấp tốc ra. Trước mặt mọi người ảnh hưởng không tốt, ngươi đừng như vậy. Tối hôm qua ngươi nhào lên, đầu hoài tống bảo thời gian ngươi tại sao không nói những lời này, lão tổ tông về điểm này tinh túy ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra mất mặt, lời như thế sau này ít nhất Trương Đông hút ông ta một cái xoay người cách lái xe tử, xoay người lại thời gian đơn giản đem xe môn mang theo. Ta bắt được Trương Đông hút tay trang cổ áo muốn hắn phóng ta xuống. Ngươi phóng ta xuống, chính ta hội đi, gọi người thấy. Ngươi sợ nhìn. Vẫn là ta sợ nhìn. Trương Đông hút trước đây cũng không ngang ngược vô lý, mặc dù bình thường nói chuyện lãnh đạm một ít, nhưng cũng không đến mức nơi chốn không buông tha người, lúc này lại nơi chốn nhằm vào ta, chẳng lẽ liền vì tối hôm qua ta chủ động câu dẫn hắn. Nhưng hắn từ đầu chí cuối không đẩy ta ra, chẳng lẽ hắn không có sai sao. Ta có một chút không phục trừng mắt Trương Đông Húc không nói một câu, Trương Đông Húc cúi đầu nhìn ta liếc mắt một cái, lạnh lùng. Mặt bạch cương thi như nhau, thật không rõ ngươi cấp đệ để ngươi tiết kiệm tiền có ích lợi gì, tới một lần bệnh viện hội yếu ngươi tán gia bại sản sao. Trương Đông Húc mỗi một câu nói đều không thoải mái, ta lạnh lùng dời đi chỗ khác đầu, nhìn về phía một bên, Trương Đông Húc ôm ta mau đi vài bước, trực tiếp treo cấp cứu. Gõ môn Trương Đông Húc liền buông xuống ta, ta nói dối nói muốn đi toilet muốn rời khỏi, Trương Đông Húc đi kéo ta không cho ta ly khai, tịnh nói. Ta ở trong này gặp bác sĩ không cần dùng tiền, ngươi hài lòng chưa? Ta không để ý tới Trương Đông Húc xoay người liền đi, ta không muốn làm cho Trương Đông Húc biết ta mang thai, dù cho ta ích kỷ, ta cũng sẽ lưu lại con của ta, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Trương Đông Húc mau đi vài bước đuổi theo ta, một phen kéo lại cánh tay của ta, đột nhiên gào thét lớn hỏi ta. Ngươi sợ cái gì, rốt cuộc bị bệnh gì, Dọa ngươi liên thầy thuốc cũng không dám nhìn. Ta ngẩng đầu khinh miệt nhìn lướt qua Trương Đông Húc, dời đi chỗ khác đầu thanh âm không lớn nói. Ta một ngày không ăn cái gì, ta không phải có ý định muốn có lệ Trương Đông Húc chỉ là ta thực sự không có biện pháp nào khác ngăn cản trương đông hút mang theo ta gặp bác sĩ chỉ có thể nói lừa gạt hắn ngươi ở và ta nói đùa trương đông hút kinh ngạc một cái chớp mắt trong giọng nói là khó có thể tin ta xoay người lại nói một lần ta một ngày không ăn cái gì tối qua lại mệt không khí lực nói chuyện cũng không khí lực nhân viên công tác đều là làm ăn cái gì không biết vì sao liên cơm cũng không cho ngươi ăn ai là lần này hoạt động người phụ trách hắn lãnh đạo là ai trương đông hút đột nhiên nổi trận lôi đình rống to hơn những bệnh viện trong hành lang ít có vài người đều giật mình nhìn về phía chúng ta đầu của ta thấp hơn nói rất hay tự người khác thật không nhượng ta ăn đông tây như nhau trương đông hút muốn đem tất cả mọi người gọi tới ta trầm mặt, cũng không biết là vì sao lại cảm thấy trương đông hút là ở quan tâm ta tay đột nhiên bị trương đông hút lôi quá khứ còn phản ứng không kịp nửa người đã bị kéo đến phòng y tế cửa, lòng ta miệng ban ban một trận kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, không xuống tay ôm Trương Đông hút cổ, tác kiếp này ở Trương Đông hút trước mặt lần đầu tiên kiều. Ta không muốn xem thầy thuốc, ta muốn ngươi đeo ta, ta mệt mỏi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 14 014 mượn cớ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cuối cùng là qua loa tắt trách quá khứ Mặc dù Trương Đông Húc không có lập tức đeo ta ly khai bệnh viện Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì ta không nói gì khẩn cầu mà cổng lên ta Đeo ta ly khai bệnh viện một khắc kia Trái tim của ta ăn mật như nhau ngọt Ta nằm bò ở Trương Đông Húc trên lưng kêu Trương Đông Húc tên Trương Đông Húc Thanh âm của ta không lớn Nhưng ta biết Trương Đông Húc nghe thấy trương đông húc thanh âm có như vậy một chút khàn khàn nghe đi lên giống như là uống rượu say ở trên người ta ma sa thời gian cái gì trương đông húc chính là như vậy đối ta lúc nào cũng ôn hòa ta thích ngươi đã lâu rồi trương đông húc không nói chuyện đeo hai tay của ta dùng một chút khí lực đem thân thể của ta hướng về phía trước lấy thác ta nghiêng đầu nhìn xung quanh tất cả nhiều hy vọng lộ có thể lại lâu một chút nhận trương đông hút ở nhiều cổng ta một hồi. Nhưng ở dài dằn giặc lộ cũng có đầu cùng, huống chi xe ngay cửa bệnh viện, đơn giản trương đông hút đi tới xe bên cạnh cởi ra xe khóa, tịnh đem ta bỏ vào trong xe. Ta nhìn trương đông hút, trương đông hút cho ta rất nhanh hệ được rồi dây niệp an toàn, vòng qua xe thân thể đơn giản tự nhiên, nhượng ta tại đây cái đêm hè cảm nhận được trời thu thoải mái. Ánh mắt của ta theo trương đông hút rất nhanh lên xe, Trương Đông hút lên xe chuyện thứ nhất chính là qua đây hôn ta một ngụm, ở trên môi. Ngực nhẹ nhàng chấn động, như là bị thứ gì đụng phải một chút như nhau, hình như là lại trở về lần đầu tiên bị Trương Đông hút cường hôn thời gian. Trương Đông hút tịnh không có lập tức ly khai ta môi, mà là dùng hết sạch tráng để ở ta trên trán nặng nề hà hơi, ta con ngươi lay động, lông mi nhẹ nhàng rung động, lại liễm hạ. Nhìn ta, Trương Đông hút khàng khàng thanh âm như là ma chú như nhau, Nhượng ta yên tĩnh nghe lời vén lên mi mắt nhìn trương đông hút môi một chút bị trương đông hút hít vào trong miệng khí tức trong nháy mắt trở nên gấp bất biết cái gì thời gian bị trương đông hút khấu ở sau óc tay dùng khí lực không chịu để cho ta ly khai tay ta nhịn không được bắt được Trương đông hút trên vai áo sơ mi việc trảo việc nhăn ân ừ. chỉ là ngắn tiếp xúc liền nhượng ta toàn thân sụi lơ không tự chủ phát ra âm thanh âm đột nhiên ta bỏ qua một bên đầu cúi đầu cắn chặt môi Trương Đông hút ly khai, cười nói. Dẫn ngươi đi ăn đông tây. Ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Xuân Phong đắc ý Trương Đông hút, hắn thực sự rất cao hứng, cười khóe mắt đều thấy nếp nhăn. Ta dời đi chỗ khác đầu không nói gì, lại hơi nhíu nhíu mày, sau này ta nên làm cái gì bây giờ? Bụng sớm muộn là muốn đại, đến lúc đó chính là nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không được. Xe khai không vui, nhưng Trương Đông hút muốn mang ta đi địa phương đang ở phụ cận, là một nhà cao cấp phòng ăn. Ta có một chút không thích ứng và Trương Đông hút cùng nhau suốt môn ăn cơm, đặc biệt cao cấp địa phương, cho nên xuống xe thời gian chần chừ một chút. Trương Đông hút chờ có chút không kiên nhẫn, kéo mở cửa xe nhìn ta hỏi. Ta ôm. Ta lúc này mới cách lái xe tử, xuống xe Trương Đông hút nhìn ta cao kia hai đạo nhìn như không vui mày, thân thủ lôi ta một phen đi hướng phòng ăn cửa. Đẩy ra trong suốt cửa kính, Trương Đông hút mang theo ta trực tiếp đi tầng cao nhất dựa vào sông mục đích bản thân vị trí, tịnh kêu cá tuyết và tuyết lê thêm băng. Ta quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, bầu không khí không tệ, rất thích hợp nói chuyện yêu đương. Trương Đông hút nhất định thường xuyên qua đây, bằng không sao có thể qua đây cũng không dùng nhân viên phục vụ dẫn dắt liền lên tầng cao nhất. Có như vậy một điểm tự ti, ta cúi đầu bắt đầu loay hoay ta ngón áp út thượng nhẫn kim cương. Nghe ba nói hắn lúc còn trẻ cũng rất nghèo, trong nhà không giàu có, hắn này một học sinh nghèo cũng không có gì tiền, đã có thể như vậy còn có cái xỏa nữ nhân vì hắn và người trong nhà náo lật, náo tới quyết liệt tình hình. Ba nói hắn vẫn hối hận biết mẹ, hắn là cái không có gì năng lực nam nhân, nhưng mẹ theo hắn bị rất nhiều khổ, mẹ sắp chết hắn cũng không có thể cho mẹ mua một quả nhẫn kim cương, đừng nói là nhẫn kim cương, bình thường nhẫn cũng không mua quá. Duy nhất một quả vẫn là năm đó mẹ vẫn là học sinh thời gian, mẹ nó tổ mẫu cấp, chính là ta đeo vào ngón áp út thượng này mai, mặc dù hiện tại không đáng giá, nhưng ba nói ở khi đó lại là người nhà có tiền mới có đông tây. Ta nghĩ khi đó ba mẹ nhất định rất yêu nhau, yêu đến thăng thăng một mực, sinh tử không rời. Ta suy nghĩ nhiều ta cũng có thể có như vậy tình yêu, dù cho không có oanh oanh liệt liệt, đời đời kiếp kiếp, có gặp ghềnh, thường thường phàm phàm cũng tốt ta nhìn nhìn. Trương Đông hút bất biết cái gì thời gian thân thủ kéo lại tay ta, tịnh ở ta còn phản ứng không kịp nữa thời gian đem ta mang những kim cương tay kéo quá khứ. Nhân viên phục vụ thúc toa ăn đi tới bên người, nhất nhất đem bàn ăn bỏ vào trên bàn cơm, tịnh lễ phép mời chúng ta dùng, sau mới ly khai. Trương Đông hút nhìn ta liếc mắt một cái, mới thả tay ta, bưng lên tuyết lê thêm băng uống một ngụm buông, nắm khởi dao nĩa bắt đầu ăn đông tây ta cũng nắm nổi lên dao nĩa cúi đầu yên tĩnh ăn đông tây đây là ta lần đầu tiên và trương đông hút ra không ai quấy rầy ăn đông tây dĩ vãng trương đông hút mang ta ra quá mấy lần vì làm dáng một chút nhưng mỗi một lần ta và trương đông hút ra ăn đông tây trương đông hút mẫu thân đô hội vẫn gọi điện thoại qua đây hỏi ta lúc nào trở lại hiện tại sẽ không trương đông hút ăn đông tây bộ dáng rất tao nhã mặc dù là ta không đi nhìn cũng biết ta cúi đầu ăn đông tây trương đông húc buông xuống giao nỉa uống tuyết lê thêm băng thời gian rất nhanh liền quá khứ với ta mà nói khó có được một lần ước hội rất nhanh liền quá khứ lúc rời đi trương đông húc tâm tình rất tốt ở bên tai nói thích ăn sau này liền thường đến ta quay đầu nhìn cầu cười trương đông húc trương đông húc môi nhẹ nhàng như lông chim ở trên môi nhẹ nhàng sát qua Đảng trái tim của ta một chút ta sững sờ nhìn trương đông húc nếu mày đột nhiên quay người đi hướng xe trương đông húc thân thủ liền kéo lại ta đem ta xả tới trong lòng ha hả cười ta không biết trương đông húc ở cười cái gì nhưng ta biết ta nên về sớm một chút ta phải đi về ngươi đưa ta trở lại ta ngẩng đầu mở miệng nói vương tiêu nhiên ngươi thật hội sát phong cảnh ngươi cũng sẽ không nói điểm động nghe hống hống ta trương đông húc cúi đầu thanh âm có chút khàn khàn nhìn ta một đôi mắt nhiễm ấm áp ngực xé rách đau đau Trương Đông Húc ngươi đây coi như là cái gì, đã không yêu vì sao trả lại cho ta hy vọng. Ta mệt mỏi. Kiệt lực bằng phản ngực đau đớn, nửa ngày đã nghĩ ra một câu nói như vậy. Thật mệt mỏi. Trương Đông Húc rõ ràng không tin, nhìn ta nhíu nhíu mày, ta không trả lời đem đầu dựa vào tiếng Trương Đông Húc trong lòng, thật mệt mỏi, liên hô hấp đều mệt mỏi. Đám người này là bình thường ăn nhà nước lương ăn được không có đầu óc, liên cá nhân đều chiếu cố không chu toàn, nên cách chức điều tra. Trương Đông Húc miệng thật là lạnh, đây là ta lần đầu tiên biết Trương Đông Húc công tư cũng có không phân thời gian. Thân thể một chút liền đằng không, Trương Đông Húc ông ta mở cửa xe để lại ở tại phó điều khiển thượng, ta ngẩng đầu dừng ở cho ta hệ dây nịp an toàn, để nằm ngang chân Trương Đông Húc, là quen thuộc cũng là xa lạ. Ta quen thuộc, là bởi vì ta xác định Trương Đông Húc vẫn là Trương Đông Húc, ta xa lạ, là bởi vì ta thấy không rõ trương đông hút lúc này là vì sao trương đông hút đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ta đột ngột ở trên môi mổ một ngụm, đóng cửa xe lại rất nhanh vòng qua xe tiền thân kéo ra điều khiển môn liền ngồi lên xe trước ngủ một hồi xuống xe ta kêu ngươi trương đông hút thanh âm rất bình thường nhìn ta liếc mắt một cái liền rời đi xe ta không nói chuyện xe vẫn rất ổn mơ mơ màng màng ngủ một giấc tỉnh lại xe đã sắp đến chỗ ở tướng ngủ thật xấu, trương đông hút kia vẻ mặt tự tiếu phi tiếu bộ dáng nhượng ta nhíu mày, đã xấu vì sao còn muốn nhìn, còn vẫn nhìn nữa, ta giật giật thân thể cũng không có đem trương đông hút lời để ở trong lòng, rời đi chỗ khác đầu, tiện đà nhìn về phía nghe hồng lóe ra địa phương, thật lâu mới nói, ta nghĩ đi những địa phương khác định cư, đi trước ngươi chỉ cần đối ngoại tuyên bố ta là xuất ngoại tiếp tục học nghiệp, ta nghĩ đối với ngươi không có ảnh hưởng, về phần sau này lấy cảm tình phai nhạc làm mượn cớ hẳn là sẽ bị người tiếp thu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 15 Không một năm mẫu thân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vương tiêu nhi ngươi quả nhiên mệt được không nhẹ, ngủ một giấc cũng còn đang nói mê sản. Trương Đông hút lạnh lùng một tiếng, khinh miệt nhìn ta liếc mắt một cái, sau liền tăng nhanh xe tốc độ, chớp mắt xe liền tới ta nơi ở dưới lầu. Ta xuống xe tịnh đi hướng ta nơi ở dưới lầu, Trương Đông hút rất nhanh theo đi lên, tịnh tính toán thân thủ đến ông ta thắt lưng, ta giống như là trước có cảm ứng như nhau, đơn giản né tránh Trương Đông hút, Trương Đông hút bởi vậy hận được nghiến răng nghiến lợi, âm hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Đêm có chút hắt, nhưng ta vẫn là thấy rõ ràng Trương Đông hút trong con ngươi sắc bén. Cổ nhân nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng vẫn ta không tin hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt trương đông hút ý hữu sở chỉ ngụ ý là ta tiền một bộ hậu một bộ ta tịnh không có tức giận ta xác thực làm không rõ ràng lắm tình hình bất biết mình đang làm cái gì tâm giống như là lạc lối như nhau biết rất rõ ràng phương hướng nhưng đi như thế nào đều đi không ra chính mình trút khởi mê cung mệt mình cũng không có khí lực ngươi trở về đi quá muộn ngươi đã không đồng ý ta nói biện pháp quên đi khi ta chưa từng nói chuyện sau này ở bàn bạc kỹ hơn trước mắt cũng chỉ có thể như vậy ta cũng không thể và trương đông hút xé rách mặt muốn trương đông hút đối ngoại làm sáng tỏ ta và hắn ly hôn sự tình hình như ta sốt ruột muốn đang tìm người gã rụng như nhau ta lại không tốt vạch trần trương đông hút bày tỏ hắn và diêu tỉnh nhã sự tình đồng ý nghe ý của ngươi là ta ủy khuất ngươi trương đông hút bộ dáng có vài phần uy hiếp thành phần nhưng ta kinh ngạc một cái chớp mắt lúc nào trương đông hút biểu tình trở nên phong phú hơn ta không phải ý tứ này ta chỉ là muốn mau chóng nhượng giữa ngươi và ta ràng buộc biến mất ngươi hiểu lầm ta ta cũng không biết nên thế nào giải thích cũng chỉ có thể nói như vậy vậy ta còn được cảm ơn ngươi vương tiêu nhiên ngươi thật đã cho ta không ly khai ngươi thật đã cho ta muốn ngươi buổi tối đều ngủ không yên trương đông hút cảm xúc có chút kích động nhưng ta ngay cả muốn phản bác đều cũng không nói ra được ta lúc nào cho rằng trương đông hút không ly khai ta lúc nào lại cho rằng trương đông hút nghĩ ta nghĩ buổi tối ngủ không yên người quý ở có tự mình hiểu lấy mà ta tự nhận là có tự mình hiểu lấy không rõ trương đông hút vì sao nhất định phải vặn vẹo sự thực nói rất hay giống ta thật làm cái gì bất việc chẳng lẽ nói liền vì tối hôm qua sao ta không có chần chừ thật lâu ta mới nghĩ ra một câu phản bác trong lòng buồn cười chính mình ngu dốt ở trương đông hút trước mặt luôn luôn bại hạ trận đến, chiếm không được nửa điểm thượng phong. Đáng chết không có. Trương Đông hút nghiến răng nghiến lợi trừng ta liếc mắt một cái, ngã phá đôi mắt của ta, cũng phá hủy hắn kia Trương Anh Tuấn mặt. Ngày mai ta muốn ra cửa, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, hoặc là thỉnh phùng thư ký cho ta biết cũng có thể. Ta nói liền phải ly khai, lại bị Trương Đông hút ôm đồng dừng tay cánh tay, ngăn cản đường đi ta quay đầu lại chân mày nhẹ túc nhìn trương đông húc có chút giận khuôn mặt tuấn tú nói cám ơn ngươi tống ta trở về ngươi trái lại thẳng thắn qua đây trương đông húc nói chuyện đã đem ta hướng thân thể hắn lôi ta là bản năng phản ứng về phía sau lôi kéo trong lòng như gương sáng như nhau với ta trương đông húc là một viên anh túc càng là tới gần lại càng thì không cách nào tự chế cũng chỉ có bảo trì khoảng cách nhất định mới có thể bảo toàn chính mình lôi kéo giữa trương đông hút khuôn mặt tuấn tú nhiễm lấp lánh vô số ánh sao lãnh khí, nói chuyện thanh âm cũng là lớn một điểm. Trốn cái gì? Đụng vào ngươi. Trương đông hút nói chuyện dùng sức đem ta ôm vào trong lòng, một chắc cánh tay du lông như nhau quấn ở ngang hông, nhượng ta bụng dưới chăm chú dán tại trương đông hút trên người. Ta đột nhiên một cúi đầu, đối trương đông hút đột nhiên tới cử động sinh ra sợ hãi, ở tiếp tục như vậy, thật sợ mình hội liều lĩnh lưu lại, như vậy đối ba người đều là một loại dằn vặt. Cúi đầu làm gì? Trương Đông Húc nói thân thủ đến nâng ta cầm, ta vừa muốn né tránh, Trương Đông Húc trên người di động liền vang lên. Dễ nghe và huyễn đường đột quấy nhiễu một chút cũng không có thanh bóng đêm, vẽ ra một mặt đột ngột. Trương Đông Húc thu hồi đưa qua tới tay, ở trên người lấy ra di động, tịnh liếc mắt nhìn nhận điện thoại. Ông vào ta ngang hông cánh tay đồng thời buông ra, trương đông hút nhìn ta liếc mắt một cái xoay người hướng ra phía ngoài đi vài bước mở miệng mới hỏi trễ như thế ta nghe không được trong điện thoại thanh âm là nam nhân vẫn là nữ nhân nhưng ta siêu cảm quan nói cho ta biết điện thoại là diêu tĩnh nhã đánh tới ta không có lập tức trở về đến lâu lý đi bất kể là xuất phát từ cái dạng gì một loại tâm tình ta xác định ta bất muốn rời đi ta đứng ở đàng xa nhìn kỹ sau đó điện thoại đi xa trương đông hút Trương Đông Húc ở không lâu sau cúp điện thoại, xoay người vừa đi về phía ta một bên nhìn ta. Đi tới trước mặt Trương Đông Húc mới nói, "Có chút việc, ngươi lên trước đi, nhớ buổi tối khóa chặt cửa. Không trở về nhà." Giống như là nghe không được Trương Đông Húc nói cái gì như nhau, ta thế nhưng hỏi câu không nên hỏi lời. "Ngươi nghĩ ta về nhà đã nghĩ thành như vậy?" Trương Đông Húc tức giận hỏi. Kỳ thực ta rất muốn hỏi một câu Trương Đông Húc muốn đi địa phương nhưng ta biết không nên ta ta hỏi sự tình không thể hỏi. Trương Đông Húc không kiên nhẫn trường ta liếc mắt một cái, tựa là bị tức giận xoay người đi, xoay người liền sải bước hướng đi xe. Đột nhiên tới thất lạc có chút mặt danh kỳ diệu, rõ ràng liền là mình muốn đẩy khai Trương Đông Húc, nhưng tới Trương Đông Húc thực sự đi tìm Diêu tỉnh Nhã, phải ly khai ta thời gian, trong lòng vẫn là khổ sở. Nữ nhân trên thế giới mâu thuẫn nhất một loại sinh vật, luôn luôn ở phỏng đoán tim của mình, làm không rõ chính mình tâm phương hướng. Nhìn biến mất trong đêm đen xe, ta thật lâu mới xoay người hồi lâu lý đi, vào cửa toàn thân đều rất trầm trọng như nhau, thực sự là mệt mỏi. Trước đây chưa bao giờ hội như vậy, ở trương gia thời gian một phần gia vụ muốn làm, mỗi ngày còn có vội vàng một ít trương đông hút mẫu thân cho nhiệm vụ, tại trù phòng còn muốn giúp, cũng không thấy mệt hiện tại cái dạng này, liên mắt đều không mở ra được có chút lao lực đem trên người ra quá hãng y phục cởi đi, trực tiếp đi toilet, chậm rãi tắm nước nóng mới ly khai toilet, bọc một khăn tắm trở về phòng ngủ. Tiếng phòng ngủ đầu tiên là đem tóc thổi thổi, sau mới ở trong tủ tìm một thoải mái áo ngủ, lên giường lúc ngủ cũng có 12 giờ, ta cố ý liếc mắt nhìn, còn mấy phút nữa liền 12 giờ. Ta kéo kéo ga giường mới nặng nề ngủ, hẳn là mệt muốn chết rồi, ta thế nhưng ngủ thẳng tới sáng sớm 9 giờ, đây là đang tiếng trương gia phía sau cửa lần đầu tiên không chỉ như vậy ta vẫn bị tiếng gõ cửa giật mình tỉnh giấc nếu không có người gõ cửa ta còn sẽ không tỉnh ta mở mắt ra nhìn cửa phòng ngủ miệng trong lòng suy nghĩ ngoài cửa lại là trương đông hút nghĩ như vậy cũng sẽ không có mở cửa ta không mở cửa ở trên giường lại nhắm mắt lại bắt đầu ngủ nhưng cửa người rất có tính nhẫn nại thế nhưng vẫn không đi liền ở ngoài cửa gõ cửa bất đắc dĩ ta mới khởi đến tính toán hảo hảo nói với Trương Đông Húc rõ ràng, mà kết quả là, cửa người không phải Trương Đông Húc, mà là của Trương Đông Húc mẫu thân, Thẩm Thục Linh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 16 Không một sáu người làm gì? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta thật bất ngờ Trương Đông Húc mẫu thân sẽ tìm tới môn, hơn nữa còn một bộ tới cửa hưng sư vấn tội bộ dáng dĩ vãng trương đông hút mẫu thân đều là cả vú lấp miệng em, mặc kệ lúc nào xuất hiện ở trước mặt của ta đều là một bộ thái hậu giá đáo bộ dáng, luôn luôn bày ra cao cao tại thượng tư thái mắt nhìn xuống ta, thật giống như nàng là mây trên trời, mà ta chỉ xứng làm trên mặt đất nê. Trương đông hút mẫu thân là một nữ nhân rất đẹp, có hài lòng giáo dục bối cảnh, gọi vô số người hâm mộ cán bộ cao cấp xuất thân, xưng được thượng 70 niên đại lý cán bộ cao cấp con cháu. Có thể nghĩ, Trương Đông Húc mẫu thân vì mình có kiêu ngạo, chỉ là ta lại tổng cảm thấy Trương Đông hút mẫu thân rất dối trá. Ta từng đã từng gặp Trương Đông hút mẫu thân đối kỳ khách của hắn, luôn luôn hòa ái dễ gần, khuôn mặt tươi cười nên người, lúc nào đều là một nhà thân bộ dáng, duy chỉ có với ta có không đồng dạng như vậy biểu tình. Ta biết giống ta loại này gia đình điều kiện cực kém nữ nhân, gã tiếng trương gia cửa lớn là một chuyện cười. Trong nhà nghèo, cha mẹ không thân phận không địa vị, Cộng thêm không có bằng cấp, đại học cũng không có thể tốt nghiệp ta, không xứng với bọn họ trương gia thân phận địa vị. Nhưng có đôi khi có chút cơ duyên xảo hợp nhượng ai cũng không có cách nào thay đổi cái gì, ta chỉ có thể đã đến chi thì an chi. Chỉ là ta không rõ ràng lắm, lúc này trương đông hút mẫu thân tìm được ta là vì cái gì sự. Ta nhìn cửa một thân màu nhạt y sa mỹ lệ nữ nhân, mặc dù đã qua tuổi 50 nhưng thẩm thục linh vẫn như cũ có của nàng ý nhị làm cho người ta chỉ cần là gặp được thẩm thục linh liền hội liên tưởng khởi thẩm thục linh lúc tuổi còn trẻ hậu mỹ mẹ lời vừa ra khỏi miệng ta biết vậy nên không nên lập tức chần chừ đừng gọi ta mẹ ngươi sớm cũng không phải là ta trương gia tức phụ thẩm thục linh ngữ khí rất không cao hứng nhìn ta liếc mắt một cái ánh mắt ngắm tiếng phòng của ta tử lý ta xấu hổ lập tức nhường ra thân thể mời ngài vào ân ừ thẩm thục linh cao cao tại thượng bộ dáng nhượng ta không khỏi hồi tưởng lại ở trương gia những thứ ấy thời gian những thứ ấy chỉ có lao khổ và bất đắc dĩ thời gian ngài ngồi trước ta đi cho ngài rót trà thẩm thục linh vừa vào cửa ta giống như là lại bị bộ lên gông xiềng như nhau bất an bắt buộc chặt lên không cần ngươi ngồi đi ta có lời nói với ngươi thẩm thục linh nói ngồi xuống trên sofa tịnh nhìn ta chờ ta cũng ngồi xuống ta đứng ở một bên sững sờ như vậy một chút mới đi đi thẩm thục linh bên cạnh tâm sinh bất an ngồi xuống đông hút hai ngày qua này đi tìm ngươi thẩm thục linh với ta hướng đến đi thẳng vào vấn đề chỉ là ta bội cảm ngoài ý muốn chính là thẩm thục linh đến tìm ta là vì trương đông hút đã tới ta thành thật trả lời khi ngươi biết ta tới ý tứ thẩm thục linh nhìn về phía ta đôi mắt khinh miệt cũng sắc bén ngài yên tâm ta biết phải làm sao. Thẩm Thục Linh nhất định rất muốn ta một hứa hẹn mới đúng. Biết là được, hôm qua hạ tỉnh trưởng Thiên Kim về nước, trước đây liền đối với chúng ta đông hút rất có hảo cảm, ta hy vọng ngươi không nên từ đó làm khó dễ, trương gia và đông hút đối với ngươi cũng không mỏng, nên làm như thế nào ngươi trong lòng mình hẳn là có một đúng mực. Hạ tỉnh trưởng Thiên Kim, đây mới là Thẩm Thục Linh tới đây mục đích. Ta không nói lời nào chờ đợi Thẩm Thục Linh phía dưới lời, thẩm thục linh không có khả năng qua đây chính là vì nói cho ta biết việc này thấy ta yên tĩnh không nói lời nào thẩm thục linh vén lên mi mắt khinh miệt nhìn ta liếc mắt một cái tiện đà dời đi chỗ khác đầu mới nói hai ngày này đông húc vẫn nói không có thời gian trở lại hạ giao chỗ đó ta một mực qua loa tắc trách ngươi biết phải làm sao sao hạ giao là hạ tỉnh trưởng thiên kim làm như thế nào Ta nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn thẩm thục linh trần trừ chỉ chốc lát mới hỏi. Ý của ngài là muốn ta đem trương đông hút từ chối ngoài cửa. Cái gì là trương đông hút? Đông hút tên cũng là ngươi có thể gọi sao? Thân phận của ngươi bây giờ còn có thể gọi đông hút tên sao? Thẩm thục linh buổi nhượng trái tim của ta triệt để lạnh. Ta thấp cúi đầu rất lâu mới nuốt xuống cổ họng trung khó chịu, nói. Ngài là muốn ta đem trương thị trưởng từ chối ngoài cửa từ chối ngoài cửa. Thẩm Thục Linh quay đầu vẽ mặt khinh miệt xem thường, cười chế nhạo cười khẽ, đừng nói rất hay giống chúng ta đông hút không ly khai ngươi như nhau, ngươi quá không biết điều. Ngực sinh sôi bị xé rách, Thẩm Thục Linh bày tỏ mỗi một câu nói đều ở ta xé rách ngực vẫy muối, nhượng trái tim của ta hoàn toàn thay đổi. Vậy ý của ngài là, ta ẩn nhẫn lại một lần nữa nuốt tới cổ họng miệng nước đắng, mở miệng rất yên lặng hỏi ngày mai buổi chiều hạ giao muốn đi nhà của chúng ta làm khách ta không hy vọng đông hút bởi vì ngươi mà bỏ lỡ và hạ giao ở chung cơ hội ngươi biết nên làm như thế nào thẩm thục linh lại muốn ta khuyên trương đông hút trở lại và hạ giao gặp mặt thẩm thục linh trong mắt ta nói không chừng liên bên đường ăn xin tên khất cái cũng không bằng ta sợ ta không làm được trương thị trưởng chủ bỏ lỡ ngài công đạo sự tình nếu như trương đông hút nếu có thể đủ nghe ta vậy cũng thật là là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, Trương Đông hút ngay cả nàng người mẹ này lời cũng không nghe, như thế nào hội nghe lời của ta. Thẩm Thục Linh chẳng lẽ quên mất, ta ở Trương Gia thời gian là tối người nhỏ, lời nhẹ một sao. Trương Đông hút lúc nào đem ta để vào mắt quá, hiện tại nàng tới tìm ta, là thật tìm lộn người. Ngươi đây là thái độ gì? Ở quở trách ta không phải ma. Thẩm Thục Linh sắc mặt có chút khó coi, Quay đầu con ngươi sắc sắc bén quét ta liếc mắt một cái, ở dời đi chỗ khác đầu hừ lạnh một tiếng. Không nên không biết phân biệt, đừng tưởng rằng đông hút tới hai lần ngươi thì có dựa, ngươi đừng quên, đông hút là nhi tử của ta, tới khi nào hắn còn phải gọi ta một tiếng mẹ. Thẩm Thục Linh lời quá khó lấy lọc vào tai, nhưng ta lại không có nửa điểm không vui ở trên mặt, ta chỉ nói, ngài nói là, đừng chỉ dùng miệng nói, cũng nên làm ra đến đừng đến lúc đó nhượng ta đợi không được người, hạ giao là chúng ta trương gia khách nhân trọng yếu, ngươi đừng đem sự tình cho ta làm hỏng, đến lúc đó ai cũng không tốt quá. Thẩm Thục Linh nói đứng dậy phủi phủi trên người nếp uống, lạnh lùng hướng đi cửa, ta rất nhanh đứng dậy đi theo cửa, tịnh mở cửa tống Thẩm Thục Linh ly khai. Ta đứng ở cửa thất thần nhìn Thẩm Thục Linh ly khai, sau mới xoay người đóng cửa lại trở lại trong phòng. Ta ngồi ở trên sofa hai mắt vô thần nhìn đồng hồ trên tường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vốn tưởng rằng ly khai trương gia liền kết thúc tất cả không công bằng đối đãi, lại không ngờ ly hôn, ly khai trương gia, tất cả vẫn là không có thay đổi, không công bằng hay là đang lần nữa trình diễn. Thân thể chậm rãi nằm ở trên sofa, ta đã bắt đầu tâm lực lao lực quá độ, cũng không biết lúc nào ta mới có thể an nhàn quá mình muốn cuộc sống. Thời gian như ngừng lại buổi tối 6 giờ đồng hồ, trương đông hút đúng giờ tan việc, tan việc đã tới rồi chỗ này của ta. Đương tiếng đập cửa vang lên thời gian, trái tim của ta lột bột một chút, như là cắm dinh đi một cây cương châm như nhau. Ta ly khai sofa, cước bộ thông thả hướng đi cửa, đứng ở cửa hỏi. Ai? Ta. Quả nhiên là Trương Đông Húc, Trương Đông Húc 5 giờ đồng hồ tan tầm, theo nội thành đến chỗ này của ta cần 50 phút, rất rõ ràng Trương Đông Húc là thẳng nhận lấy chỗ này của ta ta chần chừ một chút mới mở cửa, ngoài cửa trương đông hút trong tay công văn bao tiện tay liền cho ta, nâng tay lên liền cởi ra trên người màu đậm tây trang, ta rõ ràng nhớ sáng sớm là kiện màu nhạt, này đến tối sẽ thành màu đậm. Trương đông hút cũng không có lưu ý đến ánh mắt ta, chỉ là tùy ý nhìn ta liếc mắt một cái, liền cởi bỏ trên người áo khoác ném vào trên sofa, sau đó liền vén tay áo hỏi ta nấu cơm không có. Còn chưa có làm. Trương Đông Húc nếu như không nói ta đều quên, Quan muốn thế nào nói với Trương Đông Húc gọi hắn chuyện đi trở về tình, cơm đều quên làm. Vừa nghĩ tới những Trương Đông Húc chuyện đi trở về tình ta vội vàng đi đến sofa địa phương đem Trương Đông Húc áo khoác cầm lên, vừa nói gọi Trương Đông Húc mặc quần áo vào, biên cấp Trương Đông Húc triệt trên cánh tay tay áo, trước đây loại sự tình này ta thường xuyên làm, hiện tại một điểm không cảm thấy lao lực, Trương Đông Húc lại mất hứng. Ngươi làm gì? Trương Đông Húc lôi một phen ta một phen liền đem ta kéo đến trong lòng, tinh nhuệ con ngươi thoáng qua màu sắc trang nhã. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 17 0172 người Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ở đây không phải nhà ngươi, không chào đón ngươi. Vì Trương Đông hút ly khai, cũng vì ta có thể có được yên tĩnh, ta chỉ có thể tuyển trạch đem Trương Đông hút đầy ra thế giới của ta trương đông hút sắc mặt càng thêm khó coi ánh mắt cũng càng thêm sắc bén mà ta lại là hoàn toàn lơ đỉnh bộ dáng trong tay cặp tài liệu giao cho trương đông hút cùng sử dụng lực đẩy ra kinh ngạc trương đông hút xoay người rất nhanh cầm trương đông hút áo khoác liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn liền ném ra nhà của ta môn trương đông hút đột nhiên đối ta trống to hơn hỏi ta có phải điên rồi hay không ta ngẩng đầu không sợ hãi chút nào đối trương đông hút nói là điên rồi ngươi có thể đi rồi trong nháy mắt đó, ta thấy được Trương Đông hút trong mắt khiếp sợ, càng thấy được Trương Đông hút con ngươi nhân trung chính mình, cái kia ta trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Vương tiêu nhiên không nên quá phận, ta có thể tới đã là ngươi vinh hạnh, đừng cho là ta ly khai ngươi liền thực sự không sống nổi. Trương Đông hút giận cùng gào thép, trừng mắt ta phẫn hận con ngươi kỹ dục phun lửa. Ta không động đậy, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn tức giận ngút trời Trương Đông hút nói trương đông hút ngươi thực sự đã cho ta hiếm lạ ngươi sao? Ta chẳng qua là không chịu nổi tịch mịch mới trong lúc nhất thời câu dẫn ngươi, còn tưởng rằng ngươi sẽ cho ta hơn 10 vạn, không ngờ ngươi liên mấy vạn khối cũng không cho ta, ta đối với ngươi đã thất vọng. Còn có sau này không nên ở trước mặt ta bày ra ngươi cả vú lấp miệng em bộ dáng, ta đã sớm chán ghét ngươi cả vú lấp miệng em sắc mặt, ngươi thật cho là ta là một nhu nhược vô năng tiểu bạch thỏ ngươi cho là nếu không phải là ngươi những tiền kia cung cấp nuôi dưỡng ta ta còn hội ở lại bên cạnh ngươi không hề câu oán hận ba năm sau ngươi nói cái gì trương đông hút nhíu chặt mày không tin bộ dáng trong tay cặp tài liệu hung hăng ném vào trên sàn nhà ta nói ngươi cần phải đi trương thị trưởng chỗ này của ta miếu tiểu trang không dưới ngươi này tôn phật ta xoay người đóng hạ hai mắt ngực xé rách đau hoặc hứa tiểu đệ nói đối đau dài không bằng đau ngắn nên đoạn không ngừng tất thụ kỳ hại ngó sen đoạn ti còn liên lại càng không là chuyện tốt hiện tại đau cũng bất quá là nhất thời đau tuyệt không hội lâu lắm tình tình yêu yêu thời gian sớm muộn gặp qua đi cũng không thể như hình với bóng một đời cho dù là một đời những thứ ấy từng hồi ức cũng sẽ từ từ vuốt lên lúc này đau đớn ta có rất nhiều thời giờ chờ đợi đau đớn quá khứ ta có rất nhiều kiên trì đợi được đau đớn biến mất cho nên ta không sợ đau Vương Tiêu Nhiên, ngươi giấu đầu lòi đuôi rốt cuộc vẫn là lộ ra, a. À. Trương Đông hút gào thét lớn, giận cùng đá ngã lăn bàn trà. Trái tim của ta nặng nề hạ hãm, trong cổ họng nói không nên lời một câu nói, chỉ có thể cường chống thân thể đứng ở tại chỗ thờ ơ cười khẽ. Trương Đông hút rốt cuộc bị ta chọc giận, dùng sức đẩy ta một phen, ta lão đảo về phía trước mấy bước, sợ đến tâm đều phải nhảy ra cổ họng, hảo ở phía trước là sofa biên giác, ta rất nhanh dơ lên hai tay chống được thân thể, nếu không hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Ta ổn định thân thể, Trương Đông hút lại đá hai chân bàn trà mới xem như là giải khí, lúc trời đi bả môn rơi rất vang. Ta cúi đầu bất giác cười đáp khóc, khóe mắt nước mắt trường xuống, Trương Đông hút từ đó thực sự cách ta mà đi. Đã không có dây dưa, đã không có cùng xuất hiện, đã không có ràng buộc, không có gì cả, cũng sẽ không có sau này từ đó thật là lộ đường về cầu về cầu gặp lại cũng người lạ lòng có một chút đau nhưng vẫn có thể kệ mạnh cười ta xoa nước mắt trên mặt cúi đầu tay đặt ở trên bụng ta nói đừng trách hắn hắn không biết sự tồn tại của ngươi kỳ thực ta rất giải có rất nhiều người rất nhiều chuyện sớm đã là trúng mục tiêu đã định trước giống như là ta và trương đông hút giống như là diêu tĩnh nhã và trương đông hút giống như là trong bụng ta tiểu sinh mệnh hắn vốn không nên xuất hiện ở này bất nên xuất hiện thời gian nhưng sự xuất hiện của hắn mang cho ta một tia quang minh cùng hy vọng cho nên ta ít kỷ muốn giữ hắn lại mặc kệ tương lai thế nào hắn đều sẽ trở thành ta sinh mệnh tối sáng chói một vì sao giống như là bắt cực tinh như nhau sáng chói ta yêu hắn dường như ta yêu trương đông hút như nhau trong phòng có chút chật vật ta ở chỉnh lý đa nghi tình sau bắt đầu ở trong phòng cẩn thận từng ly từng tí thu thập bởi vì đã hoài thai, cộng thêm là mùa hè duyên cớ, ta làm lên sự tình trở nên thông thả, cũng may cũng không chuyện gì chờ đi làm, chậm rãi thu thập cũng không có gì. Ta thu thập đại khái hơn một giờ, trong phòng rốt cuộc sạch sẽ, trên mặt đất miễn thủy tinh cũng đều thu thập ra, nhìn qua mặc dù có chút trọc, nhưng cũng không cảm thấy khó coi. Chỉ là bàn trà là chủ cho thuê nhà chủ nhân, Trương Đông hút đá nát ta phải bồi chủ cho thuê nhà một tân, hảo hảo một bàn trà cứ như vậy không có trái lại có một chút đau lòng thu thập qua đi ta mới nhớ tới ta còn chưa có ăn cơm trưa và cơm chiều lúc này mới cảm thấy hơi đói không tự chủ bắt tay đặt ở trên bụng vừa đi vừa nói đều là mẹ không tốt liên bảo bảo đều chiếu cố không tốt tiếng phòng bếp ta lấy ra đã sớm ở trong tủ lạnh phóng hảo mì lại cầm vài miếng chân giò hung khói thịt và nồng canh bảo ở gas thượng đốt thủy đem mì bỏ vào trong nồi lại phóng nồng canh bão và chân giò hung khói thịt, rất nhanh liền nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hương khí. Mang thai người đều yếu ớt, động một chút là có có thai phản ứng, nhưng ta trừ không thích ăn đầy mỡ gì đó, không yêu nghe đầy mỡ vị đạo, bình thường có chút thích ngủ và không kiên nhẫn mệt mỏi cái khác cũng đều hảo. Trước đây thấy nữ nhân khác đã hoài thai đều phun được sắc mặt tái nhật, hai chân vô lực, ta tổng cảm thấy sinh con dưỡng cái rất không dễ dàng nhưng đến phiên chính mình đảo cũng cảm thấy không có gì, đứa nhỏ này cũng không tính quá ma người. Mì có thể ra oa, ta chọn mì thịnh điểm canh, đem chân giò hung khói thịt phóng tới mì thượng, mới cầm cái ghế ở tại trù phòng tế nhai chậm nuốt. Nhìn thời gian đều 9 giờ, ta đều có chút khốn ý. Ăn mì giặt bát liền trở về phòng lý ngủ, những chuyện khác cũng vô tâm suy nghĩ, thân thể trầm, đầu óc cũng trầm, mơ mơ màng màng liền đang ngủ sáng sớm khởi đến ta tựa như thường ngày thu thập, làm bữa sáng, mở TV cơ. Nhưng mà chính là buổi sáng sáng sớm tin tức ta thấy được thứ nhất tin tức, vốn là trẻ tuổi đầy hứa hẹn trương thị trưởng ly hôn, ly hôn nguyên nhân không rõ. Ta ngồi ở trên sofa, hai mắt dại ra nhìn thông báo sáng sớm tin tức TV, im lặng cười cúi đầu. Tái kiến ta tối người yêu, đừng ta còn chưa bắt đầu đã ly khai tình yêu. Ta tắt đi TV, đứng dậy đi phòng bếp, một bên nhìn gas thượng đốt nước nóng, một bên thiết viên hành, mắt sặc một mực chảy nước mắt. Thủy mở ta vội vã đi tắt đi gas, cho nên bị thương tay, một cùng đầu ngón tay nhỏ xuống máu, ngực nhẹ nhẹ đau đớn kéo tới, nguyên lai lại đau cũng có thể nhịn ở. Cơm sáng như cũ là mì, như cũ là chân giò hung khói thịt và nồng canh bão. Như vậy ngày ta qua ba ngày, ở trong phòng ta vẫn an tĩnh ba ngày cũng không có ra, tivi không nhìn, cũng không lên mạng, ta và ngoại giới mất đi tất cả liên hệ, liền vì rời xa những thứ ấy ầm ỉ thanh âm. Ngày thứ tư thời gian ta ly khai nơi ở, đi ra cụ thành, ta phải cấp chủ cho thuê nhà mua một giống nhau như đúc bàn trà, nếu không ta thật ấy nấy. Ra cửa ta trực tiếp thuê xe đi ra cụ thành, ở nhà cụ trong thành đi dạo một buổi sáng mới tìm được và trương đông hút đá toái cái kia giống nhau như đúc bàn trà. Không phải rất quý, 400 khối, cộng thêm giao hàng tới cửa chi phí tổng cộng là 500 khối, ta trả tiền mới để cho công nhân cho ta đưa đi. Công nhân nói muốn buổi tối có thời gian trôi qua, ta mua gì đó muốn cho người khác giao hàng thời gian cho ta tiện đường đưa qua, ta không có ý kiến gì đáp ứng. Ta về sớm một chút và trễ giờ trở lại cũng cũng không sao khác nhau, đã nghỉ ở nhà cụ trong thành đi dạo một vòng, dù sao lại có mấy nguyệt tiểu đệ sẽ trở lại. Tiểu đệ trở về thế tất muốn mua phòng ở mua phòng ở dĩ nhiên là hội người mua cụ và một vài thứ, ta sớm một chút nhìn nhìn cũng không chỗ hỏng. Bởi vậy ta cũng sẽ không có ly khai gia cụ thành, ngay gia cụ trong thành đi dạo đi dạo, nhưng này một đi dạo liền gặp được không nên gặp gỡ hai người. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 18 018 bổ khuyết ngày mai Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com nằm mơ cũng không nghĩ ra ta sẽ ở nhà cụ thành vô tình gặp được Trương Đông Húc và một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Ta đoán nghĩ Trương Đông Húc bên người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ nhân chính là cái kia tỉnh trưởng thiên kim Hạ Giao. Ta ở chỗ rất xa nhìn thấy Trương Đông Húc và Hạ Giao, Hạ Giao là một chim nhỏ nép vào người nữ nhân, có hé ra xinh đẹp dung nhan. Bạch Ngọc không tì vết củ sen cánh tay vén ở Trương Đông Húc khuỷu tay lý, một tầng cười đều mang theo phong tình. Trương Đông Húc ở nói gì đó, vừa nói vừa cười. Dường như đã có mấy đời bình thường, thậm chí có trong nháy mắt thất thần, nhưng cũng chỉ là ngắn thất thần, ta rất nhanh liền xoay người hướng ra phía ngoài đi rồi. Ta không muốn gặp lại Trương Đông Húc, càng không thích Trương Đông Húc bên người có một nữ nhân khác. Ta hẳn là ở đố kỵ mới đúng, thật là đáng sợ, ta sẽ đố kỵ người khác. Ta bước nhanh tính toán ly khai, trong lúc nhất thời quên mất nhìn đường, có chút vội vội vàng vàng. Kết quả liền đánh lên người, đánh lên một bên người có bốn người làm bạn Anh Tuấn Nam Nhân. Ta cảm thấy xấu hổ vội vàng cùng bị ta đụng vào nhân đạo kiểm, không được giải thích tỏ vẻ ấy nấy của ta. Không có ý tứ, xin tha thứ ta sai lầm, là ta quá không cẩn thận. Ta một bên giải thích một bên ấy nấy cười làm lành, che ở ta Nam Nhân phía trước lại một câu nói chưa nói. Ta là đột nhiên phát hiện Nam Nhân ở trước mắt là một sẽ làm nữ nhân vừa gặp đã thương người góc cạnh rõ ràng hình dáng thâm thúy giống như điêu khắc ngũ quan chuyên chú sâu thẳm ánh mắt cùng với bất phàm ý vị nam nhân ở trước mắt hoàn toàn xưng được thượng là một người nam nhân trung tinh phẩm chỉ là ta không rõ hắn vì sao chuyên chú nhìn ta chẳng lẽ nói ta xin lỗi còn chưa đủ thành ý xin lỗi ta thật không phải là có ý định ta lại một lần xin lỗi lúc này ta xung quanh đã vây quanh rất nhiều người nam nhân bên người bốn người nhìn qua là cùng nam nhân tại công việc thẩm tra hay hoặc giả là chọn gia cụ người nói chung nhìn qua nam nhân thân phận rất không bình thường nam nhân không nói gì càng không có tha thứ ý tứ của ta ta đứng ở nam nhân trước mặt không thể không tiếp tục ta xin lỗi xin lỗi ta thật không là có ý đụng vào ngươi xin ngươi tha thứ cho ta ta nói có chút tay chân luống cúng nam nhân vẫn không mở miệng nói chuyện nhất định là bất tính toán tha thứ ta ta tự hồ gặp được phiền phức. Chính không biết nên thế nào mới có thể thoát thân thời gian, thân ảnh của hai người ánh vào trong mắt, là Trương Đông Húc và Hạ Giao. Trương Đông Húc rất hiển nhiên thấy được ta, nhưng biểu tình lại là một bộ đàm mạc không biết bộ dáng của ta, bên người Hạ Giao ta chưa từng thấy, nhưng theo Hạ Giao ngoài ý muốn ánh mắt nhìn, Hạ Giao hẳn là biết ta. Không cảm thấy câu dẫn ra khóe môi cúi đầu cười, rốt cuộc đi tới gặp lại người lạ, đây chính là ta muốn kết quả không phải ma. Ngực nhẹ nhẹ đau nhất, lại không biết là vì cái gì, nguyên bản bởi vì đụng vào người khẩn trương cũng như khói nháy mắt tiêu tan, ta ngẩng đầu nhìn kỹ nhìn nam nhân của ta nhạt nhẽo cười cười, xoay người liền đi hướng về phía đám người vây xem, hắn bất tha thứ lại có thể thế nào, ta chẳng qua là đụng phải hắn một chút, thân thể hắn cứng như vậy đụng không xấu mới đúng. Cước bộ không chút do dự, ung dung mà bình ổn, Bộ người thời nay đang có người đột nhiên giật mình nói, "Là thị trưởng phu nhân." Ta bởi vì này câu thân thể nhẹ nhàng dừng một chút, nhưng cũng chỉ là như vậy một chút, sau liền từ dung theo tránh ra trong đám người đi ra ngoài. Người phía sau như trước đang nghị luận, nói có liên quan với tiền thị trưởng phu nhân lời đề, mà ta chỉ là yên lặng ly khai, lúc trời đi tay ta không tự chủ đặt ở trên bụng, ta cúi đầu cậy mạnh cười, "Sau này chúng ta liền không còn có quan hệ." liên một chút quan hệ cũng không có ta yêu rừng rực như hỏa diễm nhưng cũng không từng thiêu đốt ta khổ sở không phải ta mất đi ta yêu mà là kia yêu ta chưa bao giờ từng có quá di động ở trong bao vang lên ta bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ thật lâu vô pháp hoàng hồn được mất chỉ ở một đường giữa yêu hận bên cạnh không được điểm cuối vô pháp tiên đoán ai hội bên người đột nhiên mới phát hiện mất đi người sớm đã không hề nhớ nhắm mắt lại chỉ nghe thấy năm tháng như gió ở bên tai dù cho phong cảnh như nhau lúc trước ảo ảnh bàn thiện biến tổng có một người tại hạ vừa đứng chờ ngươi xuất hiện chờ đợi cùng ngươi đến điểm cuối tiếp theo trạm điểm cuối ta tiếp theo trạm còn có thể có sao điểm cuối lại đang cái hướng kia đột nhiên cúi đầu tự dễ cười đều buông tay còn muốn có ích lợi gì di động còn đang vang ta không thể không trước đem điện thoại nhận là chủ cho thuê nhà điện thoại, lúc này chủ cho thuê nhà sao có thể gọi điện thoại cho ta. Ngài khỏe, ta là Vương Tiêu Nhiên. Tiếp khởi điện thoại ta lễ phép vấn an, biên nghe điện thoại biên hướng gia cụ thành bên ngoài đi, kết quả một người chặn ta đường đi. Ta ngẩng đầu có chút ngoài ý muốn nhìn tây trang dày da trẻ tuổi nam nhân, ta đã gặp nam nhân, là mới vừa ta đụng phải nam nhân bồi người đi đường viên. Ta nhíu mày nhìn nam nhân, nghe trong điện thoại thanh âm, chân mày càng phát ra nhăn chặt chủ cho thuê nhà không muốn đem phòng ở tô cho ta ngài nói ngài và thái thái muốn thu hồi tô cho ta phòng ở là ý tứ này sao ta nghĩ nghĩ hỏi không có ý tứ chúng ta cũng là không có biện pháp chủ cho thuê nhà là một hàm hậu nam nhân nói nửa ngày cũng không có đem bất tô cho ta chuyện phòng ốc nói ra chỉ là đang mở thích bọn họ kinh tế thượng gặp khó khăn ta biết có thể hay không cho ta một ngày thời gian ta muốn thu thập một chút, còn muốn tìm chỗ ở. Lúc này hồi đi thu dọn đồ đạc, xuất hiện ở đi tìm địa phương một ngày không biết có đủ hay không dùng. Không vội, chúng ta muốn ba ngày mới trở lại, xin lỗi ngươi. Chủ cho thuê nhà rất ấy nấy ở trong điện thoại nói. Cảm ơn, ba ngày ta sẽ chuyển đi. Ba ngày hẳn là đủ dùng, liên đi đâu cũng có thể nghĩ kỹ. Là chúng ta nên cảm ơn ngươi, vậy chúng ta quay đầu lại ở liên hệ hảo chủ cho thuê nhà điện thoại cúp ta mới thu hồi điện thoại nhìn đứng ở ta đối diện nam nhân chẳng lẽ người kia không chịu cứ như vậy quên đi ta cũng không có mở miệng trước nói chuyện là ngăn cản ta đi lộ trẻ tuổi nam nhân mở miệng trước lời nói rất mạo muội chúng ta tổng tài muốn mời ngài ăn cơm trưa hy vọng ngài có thể rất hân hạnh được đón tiếp nam nhân trẻ tuổi rất lễ phép cười nói vừa nói vừa thân thủ hướng bên cạnh dẫn đi Ta nhìn trẻ tuổi nam nhân hai mắt theo tay hắn nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy chính là bị ta đụng vào nam nhân đang cùng mười mấy người giảng giải cái gì, tự hồ là nói cái gì có nguyên lý gì đó, một đôi tay đã ở theo khoa tay múa chân. Ta thông thả quay đầu nhìn nam nhân trẻ tuổi, không chậm trễ chút nào cự tuyệt. Thỉnh thay ta và các ngươi tổng tài xin lỗi, ta còn có việc, rất xin lỗi. Ta mãi khai bộ vòng qua trẻ tuổi nam nhân, trực tiếp đi hướng gia cụ thành cửa. Có lẽ một ngẫu nhiên hội tình cờ gặp gỡ một chuyện xưa, nhưng cố sự lại không nên xuất hiện mang theo tì vết ta. Nhai người trên có chút chen chút, xe cũng nhiều gọi người hoa mắt, một mình ta đi ở mặt trời chói chang nắng hè chói chang góc đường, nhớ lại mỗi một lần Trương Đông hút say rượu hậu kia Trương Nhiễm Hồng khuôn mặt tuấn tú, nhớ lại Trương Đông hút mỗi lần mắt say lờ đờ mông lung nhẹ mổ môi trong nháy mắt, nhớ lại Trương Đông hút về đến nhà cởi bỏ áo khoác vững bước đi đến phòng tắm bộ dáng, nhớ lại trương đông hút mặt mày nhẹ động xoay người hoặc là cúi đầu thời gian. Hồi ức, ta dùng hồi ức bổ khuyết ngày mai. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 19 không một chính xác tới. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Sau ngày đó ta dời đến những địa phương khác, hơn nữa còn cho mình tìm một ít chuyện làm. Ta nơi ở phụ cận có một gia lão năm nhà trọ, ta ở nơi nào là miễn phí kháng hộ phụ trách mấy lão nhân hàng ngày ẩm thực ghi lại ta luôn muốn tìm một chút sự tình cho mình nếu không an nhàn thời gian lâu dài liền sẽ cùng thế giới này tách rời ta còn trẻ như vậy còn không nghĩ như vậy chuyện của ta cũng không phải là rất nhiều chỉ phụ trách mỗi lão nhân ẩm thực quan sát này với ta mà nói rất dễ ngày cuối cùng là có yên ổn ta cũng cho rằng từ nay về sau ta và trương đông hút liền không còn có cùng xuất hiện thế nhưng ai sẽ biết trương đông hút lại một lần gọi điện thoại qua đây ta cũng không có đi tiếp trương đông hút điện thoại ta không có gì có thể nói với trương đông hút tự nhiên cũng liền không cần phải đi đón trương đông hút điện thoại trương đông hút đánh ba điện thoại ta cũng không có tiếp ta chỉ là nhìn một hồi di động sau liền đi lão niên nhà trọ thứ tư điện thoại là buổi chiều ta khi về nhà đánh tới là phùng thư ký đánh quá gọi điện thoại tới ta nhận thứ tư điện thoại trong điện thoại lại là Trương Đông hút âm lãnh thanh âm, mở miệng liền hỏi ta ở nơi nào. Ta hơi sửng sốt một chút, sau mới hỏi. Ngươi có việc gì thế? Ngươi qua đây, ta ở thị chính phủ dưới lầu chờ ngươi. Trương Đông hút như nhau lúc trước mệnh lệnh phương thức. Ta cúi đầu dừng bước, nhìn bụng dưới địa phương, thanh âm rất yên lặng nói. Ta bất tiện, ta chạng vạn còn có chuyện muốn làm, ngươi có chuyện gì ngay trong điện thoại nói. Có chuyện vương tiêu nhiên ta cho ngươi hai cái giờ ngươi bất quá đến hậu quả ngươi tự phụ điện thoại đột nhiên cúp ta kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay đô đô lại vang lên di động trương đông hút ở cố tình gây sự thu hồi di động ta xem hạ thời gian suy nghĩ thật lâu mới cho lão niên nhà trọ viện trưởng gọi điện thoại rất xin lỗi ta buổi tối thất trách sau mới thuê xe đi thị chính phủ ta không có xuống xe tính toán xe taxi dừng ở thị chính phủ đối diện ta gọi điện thoại cấp trương đông hút là ta điện thoại chuyển được trương đông húc còn chưa kịp mở miệng ta liền mở miệng trước ta đang học đến phòng làm việc chờ ta trương đông húc cũng không có ngoài ý muốn chỉ là đem thanh âm giảm thấp xuống một ít ta bất tiến vào ta ở bên ngoài trong taxi chờ ngươi nếu như ngươi không có thời gian vậy phiền phức phùng thư ký tới đây một chút ta ngay thì chính phủ đối diện hồng sắt trong taxi ta nói xong cúp điện thoại với ta đã đã ly hôn sẽ không nên đang tiếp tục có liên quan, thế nhưng Trương Đông Hút lặp đi lặp lại nhiều lần điện thoại đánh cho ta, chính là có chuyện tìm ta, ta không đến nói không chừng hội bỏ lỡ Trương Đông Hút làm việc. Rất nhanh Trương Đông Hút thân ảnh liền từ thị chính phủ trong đại lâu đi ra, ly khai thị chính phủ cửa kính, Trương Đông Hút liền nhìn về phía đối diện chỗ này của ta, ta mở ra cửa sổ xe, cách được không xa, Trương Đông Hút đơn giản thấy được ta, một cùng ta thời gian, cước bộ nhanh không ít. Trương Đông hút mặt chúng ta lần đầu tiên ở bên ngoài mua bộ kia màu nhạt âu phục, hệ ta chọn đích thực ti sắc dệt vân nghiên cà vạt, ta hơi sửng sốt một chút, thế nào cũng không nghĩ ra Trương Đông hút hội xuyên chúng ta cùng nhau mua y phục, còn buộc lại ta chọn cà vạt. Ta nhớ lúc đó Trương Đông hút liền nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, nếu không phải vì có lệ Trương Đông hút cha mẹ, Trương Đông hút và ta có nhiều ân ái, Trương Đông hút sợ rằng cũng sẽ không đem y phục mang về. Trương Đông hút đi càng lúc càng nhanh, Cuối cùng kia mấy bước thậm chí là dùng chạy, đứng ở xe tiền thời gian ta đột nhiên hồi thần, đột ngột cúi đầu cười một chút, ta đối với mình nói, đừng si tâm vọng tưởng, chẳng qua là một trùng hợp, thật khó nhìn. Trương Đông hút đột nhiên tới thanh âm nhượng ta ngẩng đầu lên thu lại trên mặt tự dễu tươi cười, ở khuôn mặt cứng nhắc một chút sau nhìn Trương Đông hút hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Đông hút nhìn ta, tuấn lãng hình dáng không có bất kỳ khác thường thần tình chỉ là cặp kia hẹp dài tuấn mắt khẽ nhúc nhích sau liền lấy ra trên người tiền kẹp cầm hai trương bách nguyên cho tài xế sư phó hỏi có đủ hay không ta không khỏi nhíu mày trương đông hút là có ý gì tại sao muốn trả thay ta xe taxi tiền đủ rồi tài xế xe taxi cười ha hả trả lời tình tính toán thối tiền lẻ không cần thối lại trương đông hút cúi đầu cũng đúng tài xế xe taxi cười cười sau liền kéo ra ta bên này cửa xe gọi ta xuống xe ta nhìn trương đông hút nghĩ nghĩ mới xuống xe xe taxi lái đi ta mới không hiểu nhìn trương đông hút không rõ vì sao trương đông hút tới tìm ta lại không nói cho ta muốn ta làm cái gì chẳng lẽ không ai đã nói với ngươi ngươi cao mày bộ dáng rất khó nhìn sao trương đông hút trừng mắt ta kia trương yên lặng mặt trong nháy mắt thay đổi một bộ dáng trở nên âm tình bất định nổi lên mấy phần mây đen ta còn có việc ngươi nếu như không có sự tình ta đi trước ta nói liền xoay người tính toán ly khai không muốn cùng trương đông hút thảo luận ta chỗ đó khó coi chỗ đó không khó nhìn cánh tay bị trương đông hút một phen kéo tịnh mạnh mẽ đem ta chuyển mặt hướng hắn ta không hiểu nhìn trương đông hút trương đông hút lại hận được cắn răng không nói một lời ta cúi đầu chân mày càng phát ra trói chặt nhìn trương đông hút nắm tay ta cánh tay tay có chút đau ta có thứ cho ngươi theo ta lên đi Trương Đông Húc nói kéo ta liền đi, ta lại về phía sau lôi kéo nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi, thỉnh phùng thư ký đưa cho ta. Trương Đông Húc chuyển quá thân thể hơi một trận, thông thả xoay người kia Trương Tuấn lãng mặt đột nhiên nhiễm âm lãnh, một đôi thâm trầm con ngươi ở trên mặt của ta qua lại nhìn, nhìn ta có một chút mất tự nhiên. Quá nhiều người, ngươi có thứ gì công đạo phùng thư ký cho ta? Ta cúi đầu dùng sức lôi kéo cánh tay của ta, Muốn tránh thoát Trương Đông Hút gông cùng xiềng xích, lại phát hiện việc là muốn tránh thoát, Trương Đông Hút liền nắm càng chặt. Người phải sợ hãi nói xấu. Trương Đông Hút đột nhiên hỏi ta một câu, nhận ta đình chỉ giải dụa. Ta không trả lời, ta đúng là lo lắng có người nói xấu, nói một ít đối Trương Đông Hút có mặt trái ảnh hưởng oán trách. Ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì. Trương Đông Hút có chút tức giận kéo ta xoay người tất bước liền đi, ta không chịu liền lôi kéo khởi đến trong lúc nhất thời quên mất nhìn xe kết quả một chiếc xe tử thiếu chút nữa liền sát tới ta nếu không phải là trương đông húc phản ứng mau nhất định sẽ gặp chuyện không may chỉ cảm thấy thân thể bị trương đông húc đột nhiên liền hộ ở tại trong lòng về phía sau toàn dạo qua một vòng cả người đều trệ nạp ngực như kích trống như nhau kịch liệt nhảy lên vương tiêu nhiên ngươi muốn hù chết ta ngươi có chỗ tốt gì trương đông húc ông ta vừa vững ở thân thể liền cúi đầu nhìn ta lớn tiếng hỏi ta đột nhiên lại sửng sốt, trương đông hút sắc mặt tái nhợt, thanh âm cũng khàn khàn. Tự hồ là cảm thấy được ta không thích hợp, trương đông hút sơ lãng mày nhíu một xuyên tự, nâng tay lên về phía sau long long ta trên trán toái phát, thanh âm có mấy phần ấm áp, không xác định hỏi ta. Sát tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 20 Không hai không cười bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ta không trả lời trương đông hút lập tức đẩy ra ta đem thân thể của ta xoay một vòng hảo hảo nhìn một lần từ đầu chí cuối ta đều ở nhìn trương đông hút có như vậy trong nháy mắt ta lại lỗi cho rằng trương đông hút là đang lo lắng ta cái loại đó sợ hãi mất đi lo lắng nhưng loại chuyện đó sao có thể không tự chủ cả cười vương tiêu nhiên rất buồn cười sao trương đông hút ngẩng đầu lạnh lùng hỏi ta thân thủ kéo ta sẽ phải đi thị chính phủ đại lâu, ta về phía sau lại một lần nữa lôi kéo, Trương Đông hút lại không quay đầu lại kéo ta đi. Trương Đông hút ta còn có việc. Ta về phía sau lôi kéo không chịu theo Trương Đông hút tiến thị chính phủ. Ngươi có thể có chuyện gì? Ước hội. Vẫn là kiếm tiền. Trương Đông hút thật hội thưa thất người, trong mắt của hắn ta nhất định là cái chỉ nhận tiền nữ nhân. Cùng ngươi không quan hệ ngươi nhanh lên một chút buông ta ra đột nhiên liền mất đi kiên trì đối trương đông húc giả mang hành vi sinh ra phiền chán trương đông húc cười lạnh một tiếng không quay đầu lại hỏi tìm được chỗ ở không cần hỏi trương đông húc nhất định là đã đi tìm ta nếu không sao có thể biết ta thay đổi nơi ở như ngươi vậy và ta do dự có thất thân phận của ngươi ngươi nhanh lên một chút buông ta ra vô tâm đi để ý tới trương đông húc lời ta chỉ muốn sớm một chút ly khai trương đông hút trói buộc ngươi lo lắng cũng không phải ít ta đều không quan tâm ngươi không cảm thấy ngươi lo lắng hơn sao trương đông hút chính là kéo ta hướng thị chính phủ phương hướng đi ta thật là không muốn đi trương đông hút chỗ làm việc một là người phải sợ hãi thấy nói xấu hai là ta không muốn đang cùng trương đông hút có bất kỳ dính dáng trương đông hút ngươi rốt cuộc có chuyện gì không chịu ở trong này nói ta thực sự còn có việc ta mượn cớ nói Chuyện gì? Út, đúng rồi. Trương Đông Húc đột nhiên dừng bước lại quay người sang thể, một bộ hình như có sở ngộ bộ dáng nhìn ta hỏi. Ngày đó nam nhân kia mời ngươi ăn cơm. Ta sửng sốt cao mày, đối Trương Đông Húc đột nhiên tới chất vấn hoàn toàn quyền bỏ mặt, dùng sức hướng hồi lôi kéo cánh tay của ta. Trương Đông Húc không chịu buông tay, không chỉ như vậy, còn dùng lực đem ta hướng hắn lôi một phen, tiện đà ở bên tai âm âm u u hỏi ta ngươi đi. Ta dùng sức dời đi chỗ khác đầu, đối trương đông hút chất vấn sinh ra cực độ chán ghét, đi cùng không đi đều là của ta sự, chưa dùng tới trương đông hút đã tới hỏi. Huống chi trương đông hút lúc đó không có khả năng không nhìn tới ta ly khai, nhưng vẫn là muốn hỏi như vậy ta, trong lòng hắn nhất định nhận định ta là vì tiền cái gì đều nguyện ý làm nữ nhân. Buông ta ra, ngươi làm đau ta. Ta nói dãy dỗ bắt đầu kịch liệt, mà Trương Đông Húc nghiễm nhiên sẽ không tha khai bộ dáng của ta, đem ta lôi kéo tiếng trong lòng, tịnh ở bên tai tiếp tục âm lãnh nói. Đau liền thành thật điểm. Trương Đông Húc ngươi làm như vậy. Ngươi ở nói một chữ ta liền ôm ngươi tiến thị chính phủ đại lâu, không tin ngươi liền thử thử. Trương Đông Húc nói xa cách ta, tịnh cúi đầu mặt lộ vẻ âm trầm đối ta, nhưng ta có như vậy trong nháy mắt lỗi lăng, cho rằng Trương Đông Húc đang cùng ta nói đùa, nhưng trương đông hút lúc nào và ta lái qua vui đùa trương đông hút ngươi nếu như muốn tiêu khiển tìm người khác ta thật sự có sự không có thời gian ở trong này và ngươi lãng phí thời gian trương đông hút làm đau ta nhưng ta không được nhịn đau nhíu mày một cái tay khác bắt đầu không an phận phát trương đông hút lôi kéo tay ta trương đông hút nhìn ta ánh mắt hướng về kéo tay ta buông lỏng một chút mới ngẩng đầu âm âm u u hỏi và ta là lãng phí thời gian và ai mà không lãng phí thời gian. Và bị ngươi đụng phải người sao?" Ngươi nói bậy. Ta không thích Trương Đông Húc lung tung suy đoán, đem ta chưa từng làm sự tình áp đặt cho ta, hắn căn bản là không biết ta." Nói bậy. Trương Đông Húc cười nhạo một tiếng rồi đi chỗ khác đầu, đột quay đầu nhìn ta hỏi. "Vậy chứng minh cho ta nhìn, ta không phải nói bậy." Không thể nói lý. Thế nào cũng không nghĩ ra Trương Đông Húc hội như vậy không thể nói lý trong trí nhớ trương đông hút chưa bao giờ hội như vậy thật không rõ cái kia trầm ổn nội liễm trương đông hút đi nơi nào không thể nói lý ta không thể nói lý kia người khác đâu người khác liền nhưng thuyết phục phải lòng của ngươi trương đông hút càng nói lại càng quá phận ta chỉ là luận sự lại làm cho hắn nói ta thành tùy tiện nữ nhân là người khác cũng phải lòng ta liền ngươi không được lòng ta như vậy ngươi hài lòng hài lòng ngô lời còn chưa dứt, liền bị Trương Đông Húc dùng miệng cấp ngăn trở về, ta khí tức một chút liền rối loạn, ngay cả đầu óc đều trống rỗng. Trương Đông Húc tự hồ đã sớm liệu đến ta phản ứng, một đôi tay phụng ở ta hai gò má dùng sức hướng về phía trước, ta thậm chí có thể cảm giác được chính mình bị nuông chiều cho hư. Này là lần đầu tiên Trương Đông Húc bức thiết, điên cùng ở hôn ta, tự hồ là ở oán giận, hoặc như là trừng phạt. Môi thế nhưng đều phá máu Trương Đông Húc mới không cam lòng buông ta ra ta sững sờ đứng ở tại chỗ, một đôi tay theo trương đông hút hai tay ly khai mà ly khai, ở không có dãy dụa, cả người đều an tĩnh, tùy ý trương đông hút kéo ta đi hướng thị chính phủ đại lâu. Tới gần thị chính phủ đại lâu ta mới đột nhiên có ý thức, đột nhiên liền dừng bước. Trương Đông Húc quay đầu lại thư mày cau lại nhìn ta hỏi. Còn không tỉnh táo? Thanh tỉnh. Xác thực không tỉnh táo, nhưng không tỉnh táo người là Trương Đông Húc không phải ta xin lỗi, ta còn có việc, cần phải đi. Ta quyết đoán quyết định đi lưu, tịnh đổi lại đạm mạc biểu tình. Trương Đông hút sắc mặt trong nháy mắt vẻ lo lắng, mặc dù là cặp kia hẹp dài tuấn mục đều nhiễm màu lạnh, tự muốn đóng băng ta như nhau. Vương tiêu nhiên ngươi quả nhiên là không thanh tĩnh. Trương Đông hút hung hăng khoét ta liếc mắt một cái, cư trú phải dựa vào đi lên, ta hướng ra phía ngoài trực phía dưới, mở miệng muốn Trương Đông hút tự trọng, nói còn chưa có xuất khẩu, Trương Đông Húc di động liền vang lên. Trương Đông Húc nhận điện thoại, ta quay đầu trở lại một bên dãy dụ một bên nghe Trương Đông Húc nói điện thoại. Ta buổi tối có chút việc, sợ rằng không thể đi trở về. Ta nghe ra trong điện thoại thanh âm là Thẩm Thục Linh. Ngài tại sao có thể làm như vậy, ngài biết rõ ta đối với nàng không có cái loại đó ý nghĩ, ngài còn. Trương Đông Húc cảm thấy bất đắc dĩ đối điện thoại. Ta ngay trương đông hút hơi buông lỏng trễ thất thần thời gian thoát khỏi trương đông hút công cùng xiền xích, bước nhanh hướng thị chính phủ đối diện đi, trương đông hút sau đó liền đuổi theo. Lòng ta có chút cấp cũng sắp đi vài bước, cũng may trương đông hút không có lại đuổi theo, nếu không thật lo lắng xảy ra chuyện, dù sao bất là một người, chạy ngược chạy xuôi không tốt. Ta không quay đầu lại, đi tới thị chính phủ đối diện lập tức ngăn cản xe, ta cảm thấy ta rất ngốc, căn bản là không nên qua đây một chuyến này lên xe ta trực tiếp gọi tài xế đi lão niên nhà trọ chỗ đó thời gian còn rất sung túc ta không cần thiết về nhà đi một người tổng cảm thấy vắng vẻ xuống xe ta liền tiếng lão niên nhà trọ môn vừa vào cửa liền thấy được một nam nhân trẻ tuổi lưng hướng về phía ta đang cùng mấy bình thường thích lãi nhãi lão nhân đang nói giỡn mặc dù không có nhìn thấy chính diện nhưng chỉ dựa vào trắc diện quan sát liền biết người là ở cười hơn nữa đã phát ra thanh âm cước bộ của ta chậm một ít con ngươi ở lưng hướng về phía nam nhân của ta trên người quan sát nam nhân bóng lưng có vài phần quen thuộc chỉ là ta lại nghĩ không ra ở nơi nào thấy qua cảm giác đã từng quen biết nam nhân thanh âm rất êm tai trầm thấp mà mang theo một loại khó có thể hình dung từ tính cảm đang nói gần đây khí trời có chút nóng các lão nhân hẳn là chú ý một chút đề phòng trúng gió thuần trắng áo sơ mi cạn lam sắc tế văn tiêu chuẩn vóc người nhìn qua coi như chắc đôi cánh tay thượng kéo bán có cao hay không tay áo, tay trái lý lúc này chính nâng bình thường ta dùng vỡ, tay phải nắm ta bút bi, ta nghe thấy được ngòi bút xẹt qua trang giấy thanh âm, mềm mại mang theo vuốt ve thật nhỏ thanh âm. Đây không phải là đã trở về sao? Là hàng lão tiên sinh thanh âm, ta xem đi cười cười. Nam nhân không nhanh không chậm xoay người nhìn về phía ta, ta cũng nhìn về phía nam nhân, ta lấy làm kinh hải, nam nhân lại như một gió xuân bàn cười bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video